Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 69. Được, hay lắm. Cửu sư đệ không thích hợp để ra tay đâu, cứ để Thiên Sương làm đi, đến lúc đó cho dù Tần Lâm có bản lĩnh hơn nữa thì cũng khó mà thoát được. Diệp Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó Tàng Thiên Sương liếc nhìn cửu sư thúc Đằng Thiên Sơn, trong mắt mang theo ý cười. Cửu sư thúc, lần này con phải trông cậy vào người để ra tay giúp đỡ cho con rồi. Nói hay lắm. Vẻ mặt Đằng Thiên Sơn có chút xấu hổ, nhưng không phải do ông ta kém cỏi mà là ông ta không thể ra tay với tiểu sư muội được, vậy nên mới đành phải quay về, nhưng điều này lại khiến cho nhị sư huynh không được vui. Vẻ mặt Diệp Toàn Cơ nghiêm nghị. Lần này con nhất định phải làm rạng danh sư phụ, vì vinh dự của các sư huynh đệ, vì công lý của Côn Luân, về quy tắc thì không được cho phép bất cứ ai xem thường pháp luật của núi Côn Luân. Tàng Thiên Sương nói xong liền lui ra ngoài, chuẩn bị đi đấu một trận sinh tử với Tần Lâm. Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa Tần Lâm và Lăng Dật Nhiên cũng đã thân hơn rất nhiều, nhưng đối với Tần Lâm mà nói, anh vẫn không muốn có quá nhiều tình cảm trai gái, anh chỉ muốn cải thiện thực lực của mình càng sớm càng tốt, để cho bố mình không còn gì hối tiếc cả. Tần Lâm rốt cuộc cũng dần hiểu được ý tốt của bố mình, nếu như ở thế tục thì anh hầu như không có đối thủ xứng tầm, nhưng ở núi Côn Luân lại là thánh địa võ đạo, và anh đã trưởng thành rất nhanh khi ở đây. Những việc khác thì không cần nói làm gì, nhưng đột phá bát mạch chính là lợi ích lớn nhất của anh cho đến hiện tại. Ánh mắt Tần Lâm trở nên nóng rực, mấy ngày nay thực lực của anh cũng đã ổn định lại, ngay cả cửu tự chân ngôn anh cũng đã luyện mấy ấn rồi. Ấn thứ nhất, Lâm tự quyết, bất động minh vương ấn. Ấn thứ hai, Binh tự quyết, đại kim cang luân ấn. Ấn thứ ba, Đầu tự quyết, ngoại sư tử ấn. Ấn thứ tư, Giả tự quyết, nội sư tử ấn. Bốn ấn kết hợp, lôi động tam thiên. Tần Lâm vô cùng tự tin, hiện tại anh đã luyện thành bốn ấn của cửu tự chân ngôn, mỗi ấn đều có uy lực vô cùng đáng sợ, cho dù có là bố mình thì Tần Lâm cũng tin rằng mình sẽ chiến đấu được đến cùng. Tần Lâm, hôm nay không thấy, xem ra cậu tính làm con rùa rụt cổ rồi chứ gì, cậu tính tỏ ra đáng thương đến bao giờ đây? Tần Lâm hướng về phía ánh nắng ban mai để luyện tam phong luyện khí thiên, nhưng lúc này có một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Tàng Thiên Sương. Tần Lâm thoáng nhíu mày, không ngờ tên này lại tới đây, thật không biết xấu hổ. Các người còn dám tới à? Lúc này mặc dù Tần Lâm vẫn chưa lên tiếng, nhưng Lăng Dật Nhiên đã có chút không vui. Trước đó cô đã xử lý xong xuôi đám người này, nhưng cô không thể ngờ bọn họ lại dám tới đây nữa. Tiểu sư thúc, lần này con thay mặt môn phái, chứ không cố ý đến để gây sự với Tần Lâm. Đương nhiên, tuy trước đây cậu ta đã gây ra rất nhiều chuyện hiềm khích, nhưng con vẫn không hề thù hằn gì cậu ta. Con chỉ xem cậu ta như một đối thủ hiếm có của mình trên núi Côn Luân này mà thôi. Tàng Thiên Sương tự tin nói. Thập tông tội của Tần Lâm, con xin không nhắc đến nữa. Nhưng hôm nay con không phải đến đây để hỏi tội cậu ta, con đến đây là để ma sát sức mạnh với cậu ta. Đương nhiên, nếu như Tần Lâm bằng lòng đầu hàng, cúi đầu nhận lỗi thì có thể con sẽ tha cho mạng chó của cậu ta, người nói thử xem. Tiểu sư thúc, khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Dật Nhiên hơi đanh lại, không ngờ lúc này Tàng Thiên Sương lại chơi chiêu khích tướng. Đúng vậy, Thiên Sương cũng như là huynh nhìn thấy nó lớn lên, mặc dù lần này định báo thù cho các sư huynh đệ, nhưng nó đã bị huynh thuyết phục rồi. Huynh bảo rằng con không thể nghĩ như vậy được, Tần Lâm cũng là sư huynh đệ của chúng ta mà, đều như nhau cả, có gì đáng hận đâu chứ. Chính vì vậy nên Thiên Sương mới xua tan suy nghĩ trong lòng, chỉ muốn tìm Tần Lâm để học hỏi lẫn nhau mà thôi, chắc không có vấn đề gì chứ. Đằng Thiên Sơn cười nói. Cửu sư huynh mà cũng hùa theo ư. Lăng Dật Nhiên trầm giọng nói. Không phải huynh hùa, mà trong thời gian này cậu ấy đã quá xuất sắc rồi. Hôm nay huynh đến đây là để làm nhân chứng mà thôi, nếu không thì Thiên Sương sẽ không vui đâu. Đây là đến tìm sư đệ để cọ sát chứ không phải đến để gây sự, chuyện này huynh có thể làm chứng được, người trẻ tuổi cọ sát nhau tí ấy mà, có gì đâu. Đằng Thiên Sơn điềm đạm nói. Đúng là không biết xấu hổ. Không biết từ đâu đã xuất hiện mấy chục người xung quanh, tất cả đều hứng thú đứng xem. Nói là để cọ sát. Nhưng chẳng phải là cố tình báo thù cho đám người Triệu Vô Cực đấy ư? Tần Lâm, anh không thể bị mắc câu được. Lăng Dật Nhiên trầm giọng nói. Xem ra Tần sư đệ rất muốn chiến với tôi nhỉ, đương nhiên tôi rất vui, vậy thì tôi sẽ có thể nhìn thấy được năng lực của Tần sư đệ. Tàng Thiên Sương cười nói. Tần Lâm gật đầu,
cho dù hôm nay anh trốn thì sau này Tàng Thiên Sương, Lý Thiên Sương, thậm chí Vương Thiên Sương cũng sẽ tìm anh mà thôi, nếu sư huynh đã quan tâm, thì sao tôi có thể làm huynh mất nhã hứng được đây? Mời, Tần Lâm cười nói. Lăng Dật Nhiên vô cùng lo lắng, cô hiểu rõ thực lực của tên Tàng Thiên Sương này, nhỡ may Tần Lâm có mệnh hệ gì, tên Tàng Thiên Sương này chắc chắn không hạ thủ lưu tình. Tên này là đệ tử của nhị sư huynh, ra tay cực ác, lúc trước có không ít người bị thương dưới tay anh ta phải đến sau núi nhờ cô chữa trị. Tên này ra tay không hề quan tâm đến tình nghĩa đồng môn, mỗi lần nhất định sẽ đánh đệ mức sấp mặt, người ta không đứng nổi. Tần Lâm cười nói, yên tâm, bây giờ trong số các đệ tử của đời thứ ba không ai là đối thủ của tôi đâu. Đương nhiên anh ta cũng không phải ngoại lệ. Khẩu khí lớn phết nhỉ, không dạy cho cậu một bài học. Chắc cậu nghĩ mình là ông trời. Ra tay đi, tôi nhường cậu ba chiêu, nếu không người ta lại bảo sư huynh tôi không nể cậu. Tàng Thiên Sương lòng tràn đầy tự tin, hoàn toàn không coi Tần Lâm ra gì. Tần Lâm nhún vai, còn có chuyện tốt như vậy à? Nếu anh đã kiên quyết như vậy thì tôi đành phải nể anh vậy. Tần Lâm thủ thế, ánh mắt đằng đằng sát khí. Anh ra tay nhanh như điện, sức mạnh tựa ba vạn đạo thiên lôi, không hề ngừng nghỉ. Anh muốn dùng thế tấn công nhanh như chớp để đánh bại Tàng Thiên Sương. Tàng Thiên Sương vô cùng tự tin nhưng lúc này anh ta đâu có biết thực lực của Tần Lâm kinh khủng đến mức nào. Đòn đánh của Tần Lâm khiến Tàng Thiên Sương và cả Đằng Thiên Sơn đứng bên giật nảy mình, tốc độ của tên này quá nhanh. Nhưng không biết nó mạnh mẽ đến đâu. Chỉ có mình Tàng Thiên Sương này biết vì anh ta không hề tránh quyền này, trực tiếp đón lấy, một lát sau, sắc mặt anh ta trở nên nhăn nhó khó coi. Bốp! Một nguồn sức mạnh khổng lồ rơi xuống khiến cho sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, anh ta lùi về sau theo bản năng, cố gắng đứng vững gót chân, dùng hết sức mới chống đỡ nổi quyền này. Tàng Thiên Sương vô cùng khiếp sợ, ban đầu khi anh ta cứu Triệu Vô Cực, thực lực của Tần Lâm không như vậy, tên này rõ ràng đã mạnh hơn. Đằng Thiên Sơn chau mày, Tàng Thiên Sương dù mạnh nhưng kiêu thì thất bại, lúc nãy anh ta còn khinh miệt, xem thường Tần Lâm, bây giờ nghĩ lại, có vẻ anh ta hơi tự tin quá. Tàng Thiên Sương cũng biết rõ mình rơi xuống thế yếu rồi, lúc này anh ta cũng chẳng để ý đến việc nhường ba chiêu, cứ tóm được đối phương trước đã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ta tức giận quát lớn, sắc mặt lạnh lùng, nhắm thẳng vào Tần Lâm. Tần Lâm cười lớn. Có vẻ như Tàng Sư Huynh không định nhường tôi ba chiêu nhỉ. Lời nói gió bay, ha ha ha. Chiến bại bây giờ đã không thể lay chuyển. Mặc dù Tàng Thiên Sương muốn phản đòn, trọng quyền liên tục đánh ra, nhưng với Tần Lâm mà nói, tất cả những thứ này đều đã quá muộn, bước chân của anh vẫn vững vàng, mỗi bước chân đều mang theo áp lực chèn ép. Tàng Thiên Sương lảo đảo lui về sau, sắp bại đến nơi, hoàn toàn mất đi chủ động ban đầu, vừa đánh vừa lùi, vô cùng chật vật. Có vẻ như Tàng Sư Huynh đúng là có phong độ của Sư Huynh nhỉ, vẫn nhường tôi cơ đấy, vậy tôi không khách khí nhé, ha 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 ha. Tần Lâm cười lớn, thứ anh muốn chính là cảm giác này, các người ba bốn lần ép tôi, Tần Lâm tôi lại không phải loại dễ trêu, người các người phái tới còn lâu mới là đối thủ của tôi. Tần Lâm hừ lạnh, trọng quyền tung ra, đánh bay Tàng Thiên Sương, anh ta như diều đứt dây, rơi trên mặt đất, mặt mày đầy máu. Tất cả mọi người vẫn không khỏi sửng sốt, không ai nghĩ rằng Tần Lâm lại có thể trấn áp được Tàng Thiên Sương một cách đáng sợ như vậy, cũng hung hăng quá rồi đó. Sao lại có thể, Tàng Sư Huynh bị đánh bại rồi ư? Đúng thế, tôi chưa bao giờ nghĩ Tàng Sư Huynh sẽ bị động như vậy, bây giờ anh ấy đã hoàn toàn thua rồi, thật không thể tin được. Nhiều người vô cùng ngưỡng mộ Tần Lâm, bây giờ Tàng Thiên Sương lại bại trong tay anh, những trận chiến liên tiếp càng khiến Tần Lâm nổi danh, càng ngày càng có nhiều người cho rằng Tần Lâm chính là người mạnh nhất của thế hệ trẻ bọn họ. Tần Lâm kiêu ngạo đứng lên, khiến mọi người kinh ngạc. Lăng Dật Nhiên vui mừng khôn xiết. Cô thực sự đã mở rộng tầm mắt, lúc trước cô còn lo lắng cho Tần Lâm, nhưng bây giờ xem ra người đáng lo lắng phải là Tàng Thiên Sương mới đúng. Sắc mặt Đằng Thiên Sơn trầm xuống, không ngờ trận chiến này lại kết thúc nhanh như vậy, dễ dàng đến mức khiến người ta không phòng bị. Lần này sợ rằng nhị sư huynh lại tức giận rồi đây. Xem ra con trai của ngũ sư đệ quả thật phi thường, ngay cả Tàng Thiên Sương cũng phải chịu thua, đi thôi, còn ở đây làm gì nữa. Không thấy mất mặt hả? Đằng Thiên Sơn đá vào chân Tàng Thiên Sương, sắc mặt anh ta lập tức tái mét, nhìn Tần Lâm một chút cũng không dám, toàn thân run lẩy bẩy. Tạm biệt không tiễn,
luôn chào đón người đến, bất kể nam hay nữ. Tần Lâm tự tin nói. Một tàng thiên sương đi rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có một cao thủ khác đến tìm thôi. Tần Lâm lẩm bẩm. Đều là người của nhị sư huynh, anh với nhị sư huynh rốt cuộc có thù hằn gì thế? Là bố tôi, năm đó bố tôi và nhị sư bá Diệp Toàn Cơ có lẽ có khá nhiều thù oán, vậy nên khi tôi xuất hiện mới khiến một số người không hài lòng, nhưng Tần Lâm tôi nếu đã dám tới thì không sợ ai cả. Tần Lâm tràn đầy tự tin. Nhị sư huynh có địa vị rất cao ở núi Côn Luân, chỉ đứng sau đại sư huynh mà thôi, hơn nữa nhị sư huynh còn phụ trách cả chấp pháp đường, thủ đoạn của huynh ấy rất tàn nhẫn, vậy nên nhiều người mới không muốn trở thành kẻ địch của huynh ấy. Cửu sư huynh Đằng Thiên Sơn chính là một trong những tay sai của huynh ấy. Yên tâm đi, tôi không yếu như vậy đâu, cho dù tôi có lần lượt hạ gục mấy chục người thì tôi cũng không nghĩ nhị sư bá sẽ đích thân ra tay với tôi đâu. Tần Lâm cười như không. Lăng Dật Nhiên vô cùng lo lắng cho Tần Lâm, đánh bại một tàng thiên sương thì không vấn đề gì, nhưng điều mà anh phải đối mặt tiếp theo có lẽ mới là điểm mấu chốt thực sự. Đừng lo, dù sao tôi cũng là con của Tần Trì, hơn nữa còn có viên hoàn mà sư thúc tổ đã cho, tôi nhất định sẽ trở thành đệ tử giỏi nhất trong ba thế hệ đệ tử ở núi Côn Luân. Bớt phét lại đi, anh mới vào Côn Luân bao lâu chứ? Chỉ cần anh không bị đánh chết là tôi mừng lắm rồi. Lăng Dật Nhiên trợn tròn mắt. Tần Lâm thật sự vẫn kiêu ngạo như vậy. Lúc này, Lâm Trung Nghĩa gấp gáp xuất hiện trước mặt Tần Lâm. Tần sư đệ, sư phụ gọi đệ đến động phủ của người. Lần này đệ thật sự đã nổi tiếng rồi đó. Lâm Trung Nghĩa thở hổn hển nói. Tần Lâm chợt giật mình, sư phụ gọi sao? Điều quan trọng nhất chính là Tần Lâm đã nổi tiếng, sư phụ sớm cũng đã biết chuyện này. Đi đi, tôi tin đại sư huynh sẽ không trách anh đâu. Đại sư huynh vẫn là người biết thấu hiểu mà. Lăng Dật Nhiên cười nói với Tần Lâm. Đi thôi, Tần sư đệ. Tần Lâm đi theo Lâm Trung Nghĩa đến động phủ của sư phụ Dương Chí đang ngồi xếp bằng hít thở. Sư phụ đang tu luyện, bây giờ cứ chờ ở đây đã. Lâm Trung Nghĩa thì thào. Tần Lâm gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện khí công Côn Luân, điều này đối với anh mà nói là vô cùng quan trọng. Đệ đang làm gì vậy? Sư phụ đang ở đây, đệ có muốn chết không hả? Lâm Trung Nghĩa quát nhẹ. Nửa giờ trôi qua, Tần Lâm và sư phụ đều đã tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng Lâm Trung Nghĩa vẫn đứng chờ. Con thật sự khiến ta kinh ngạc khi có thể đột phá bát mạch trong thời gian ngắn như vậy, e rằng ngay cả bố con cũng không tưởng tượng nổi đâu. Một thanh niên trẻ như vậy mà đã đột phá bát mạch, ngay cả trên núi Côn Luân đây cũng vô cùng hiếm. Hiện giờ ở phía chúng ta chỉ có hai người đạt đến bát mạch. Một người là đại sư huynh Hiên Viên của con, người còn lại là nhị sư huynh Vương Định Sơn. Hiện tại đại sư huynh của con đã bế quan, vậy nên thực lực của nhị sư huynh đang là mạnh nhất, đợi đến lúc có thời gian ta sẽ bàn bạc với nó để hai đứa cọ sát một tí, ta cũng muốn xem thử con có bản lĩnh đến đâu. Dương Chi mỉm cười, vâng, thưa sư phụ, Tần Lâm gật đầu, bây giờ thứ mà anh thiếu nhất chính là đối thủ, hiện tại là đại sư huynh và nhị sư huynh, xem ra bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà anh còn đang lo mình không có đối thủ đây. Không thể không nói, sư phụ quả là sư phụ, Tần Lâm tự cho rằng thực lực của mình không yếu, nhưng khi sư phụ thi triển kiếm pháp Côn Luân, anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Kiếm pháp Côn Luân chắc chắn mạnh hơn kiếm vô cảnh của anh, sư phụ thi triển trông có vẻ đơn giản thành thạo, nhưng lại tràn đầy sự bá đạo, mỗi nhát kiếm đều có thể làm đất trời rung chuyển. Tần Lâm không dám thờ ơ, anh nhìn sư phụ múa kiếm không chớp mắt. Cố gắng nắm bắt từng chiêu thức, như vậy thực lực của anh sẽ mau chóng tăng lên. 3 phút sau, Dương Chí chậm rãi thu thế. Bốp, bốp, bốp. Tần Lâm liên tục vỗ tay, nhìn không chớp mắt. Kiếm pháp của sư phụ tinh tế quá, khiến con thật sự nể phục. Dương Chí lạnh lùng nhìn anh. Bớt nịnh hót đi, nhớ được bao nhiêu. Tần Lâm trầm ngâm đáp. Kiếm pháp của sư phụ biến hóa đa dạng, con chỉ nhớ được 8-9 phần thôi. Dương Chí mặt đầy vẻ kinh ngạc. Con có biết, năm đó ta học được mấy phần từ sư phụ không? Mà thôi, cứ thi triển cho ta nhìn thử đi, xem thế nào. Vâng. Tần Lâm cầm kiếm của sư phụ trong tay, bắt đầu thi triển kiếm pháp Côn Luân. Kiếm pháp Côn Luân thay đổi đa dạng, bảo là Tần Lâm nhớ được 8-9 phần nhưng khi thực hiện cũng chỉ được 5-6 phần thôi. Khi thi triển kiếm pháp anh không ngừng nhớ lại kiếm pháp của sư phụ. Tuy không thể nhớ được tất cả nhưng vẫn có thể nắm bắt được tinh túy của kiếm pháp Côn Luân.
3 phút sau, Tần Lâm mặt mày đỏ bừng, anh hơi buồn rầu, cuối cùng khi thi triển cũng chỉ có 3-4 phần tương tự kiếm pháp của sư phụ thôi. Xin lỗi sư phụ, sau khi thi triển, con quên kha khá rồi ạ. Dương Chí cười nói. Vậy thì đúng rồi, ha ha ha. Ban đầu có thể nhớ được đại khá khoảng 8-9 phần có nghĩa là con cũng đã nắm được tinh túy của kiếm pháp Côn Luân rồi, khi con thi triển không cần giống kiếm pháp ban đầu, chỉ cần nhớ được tinh túy của nó là được, sau đó căn cứ vào tinh túy của bộ kiếm pháp để sáng tạo theo ý mình. Kiếm pháp của mỗi người đều không giống nhau, không có bộ kiếm pháp nào giống nhau như đúc, mà kiếp pháp Côn Luân chỉ truyền lại cái thần của nó chứ không truyền lại hình dạng của nó, con có thể dựa theo cái thần của kiếm pháp Côn Luân để thi triển nó đã là thành công rồi. À mà, ta thấy bên trong cơ thể của con có hai loại khí, hơn nữa hai loại khí này có chức năng riêng, may mà nó có thể nới rộng kinh mạch của con, nếu không nó đã xé toạc cơ thể con rồi. Muốn hai loại khí này hỗ trợ lẫn nhau không đơn giản, con phải nắm được nó, nếu như con mất khống chế nó thì nó có thể xé toạc cơ thể con. Một trường sấm rền gió giật, hai trường thiên địa rung chuyển. Trông thì đơn giản nhưng muốn thi triển thì khó. Lần này xem xong trùng hư trường. Anh cũng không dám nói mình có thể nắm vững được. Ánh mắt Dương Chí sắc như dao, hùng hồn nói. Từ từ tu luyện đi, phải nhớ công phu của con là độc nhất vô nhị, không ai giống ai. Dù là kiếm pháp Côn Luân hay trùng hư trưởng thì đều phải tìm được phong thái riêng, không được sống dưới cái bóng của ta, như vậy công phu của con mới vượt được ta. Con biết rồi sư phụ, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Mặt Tần Lâm đầy vẻ nghiêm túc, những lời sư phụ nói. Những điều sư phụ dạy đều là tài sản quý báu có thể khiến anh sử dụng cả đời. Tốt lắm, con đi luyện tập đi, nhớ phải cố gắng không được phụ sự kỳ vọng của cha con đấy. Dạ, sư phụ, nhưng mà hôm nay người không định hỏi con chuyện nào khác à? Tần Lâm hơi hiếu kỳ, chẳng nhẽ sư phụ không biết mình gây hấn với các sư huynh sư đệ đồng môn sao? Đường mình đi, mặc kệ người khác, đây chính là tính cách của cha con năm xưa, chỉ cần con không vượt quá giới hạn là được. Còn trẻ thì cứ tùy ý một chút cũng được. Dương Chí cười nói, chẳng hề lo âu trách cứ gì. Tần Lâm không khỏi mỉm cười, rốt cuộc cha anh năm đó kinh khủng đến đâu. Có vẻ như năm đó cha anh đúng là một tên hỗn thế ma vương khiến người khác nhức đầu nhỉ. Sau khi Tần Lâm đi ra, anh thấy Lâm sư huynh mặt trao mày ủ, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ hâm mộ. Tần sư đệ may mắn thật, đến bao giờ sư phụ mới tự mình dạy bảo huynh. Đến bây giờ huynh chẳng được sư phụ chỉ dạy mấy đâu. Huynh toàn phải tự mình tu luyện thôi, nhưng mà thiên phú của đệ cũng hơn huynh nhiều. Hâm mộ quá. Không sao đâu, với thiên phú của huynh, đột phá bát mạch chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lâm Trung Nghĩa kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Đúng rồi, sư phụ không nhắc đến mấy chuyện đệ làm gần đây à? Không có, sư phụ chỉ bảo đệ đừng quá đáng là được, có một vài người nên dạy dỗ để họ sáng mắt ra. Sư phụ dù không nói, nhưng ông ấy hiểu rõ, đến bây giờ đệ chưa từng chủ động gây chuyện, nhưng nếu ai chọc đệ, đương nhiên đệ sẽ chọc lại. Nhưng dù thế nào thì vẫn nên khiêm tốn, Tần sư đệ cố gắng tu luyện đi, chúng ta chỉ cần an tâm tu luyện là không khiến sư phụ mất thể diện là được rồi. Bọn họ chắc cũng không làm khó đệ nữa đâu, sư phụ không nói nhiều vì không muốn gây áp lực cho đệ đừng nghĩ sư phụ dung túng đệ nhé. Dẫu sao núi Côn Luân chúng ta cũng là nơi ngọa hổ tàng long mà. Lâm Trung Nghĩa trầm giọng nói, Tần Lâm cười mặc kệ, Lâm sư huynh cẩn thận quá, thật thà quá. Lần nào anh chẳng nghiêm túc tập luyện, nếu không vì bọn họ hùng hổ dọa người anh cũng đâu có so đo với họ. Bọn họ cứ dồn anh vào chỗ chết, chẳng nhẽ anh ngồi đó chờ chết à. Còn lâu đi. Sau khi từ biệt Lâm Trung Nghĩa, Tần Lâm lại lên sườn núi băng tu luyện. Kiếm pháp Côn Luân trên tay Tần Lâm vô cùng nhanh, bởi vì lúc trước anh từng học kiếm vô cảnh rồi, mà kiếm vô cảnh cũng có nhiều chỗ tương đồng với kiếm pháp Côn Luân, chỉ có điều hai kiếm pháp có vài phương diện không giống nhau. Tiểu sư thúc này, hôm nay tôi đến chỉ muốn cùng Tần sư đệ so tài một phen thôi, tiểu sư thúc đâu cần sốt ruột đến vậy. Nói bậy nói bạ, Khâu Vân Trạch, cậu là một trong những người xuất sắc nhất trong đời đệ tử thứ ba, thiên phú vượt trội, đột phá bát mạch từ lâu rồi. Hôm nay còn muốn đến so tài với sư đệ của mình, cậu không biết xấu hổ à? Lăng Dật Nhiên lạnh lùng nhìn Khâu Vân Trạch, hắn không phải loại lầm thường, hắn là đệ tử nằm trong top 10 của đời đệ tử thứ 3 của Côn Luân, là đệ tử mà bát sư huynh tự hào nhất. 12 tuổi hắn đã vào Côn Luân rồi đột phá bát mạch trong 3 năm đầu,
chưa đến 30 mà thiên phú như vậy đúng là vô địch. Từ khi Khâu Vân Trạch xuất hiện, Tần Lâm cũng cảm nhận được một luồng áp lực không hề nhỏ, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn anh luôn tràn ngập sát khí. Không sao, tiểu sư thúc nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đến tìm Tần sư đệ để cọ sát tí mà thôi, không nghiêm trọng như tiểu sư thúc nghĩ đâu, chẳng lẽ tiểu sư thúc nghĩ tôi sẽ ăn cậu ta à? Ha ha ha, mọi người đều là đệ tử của núi Côn Luân, chẳng lẽ còn không tin tưởng nhau sao? Khâu Vân Trạch nhún vai, nói một cách thờ ơ. Đúng đúng đúng, Khâu sư huynh nói quá đúng, quá chí lý, tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Tiểu sư thúc, là do tôi không đúng, Khâu sư huynh người ta đã muốn mời tôi như thế, muốn cho tôi một bài học, vậy nên tôi phải cố gắng học tập chứ, nhưng tiểu sư thúc lại cản trở là có ý gì đây? Tần Lâm nghiêm mặt nói. Anh, tất cả chẳng phải đều vì muốn tốt cho anh sao? Anh không thể là đối thủ của Khâu Vân Trạch được, người ta đã đột phá bát mạch mấy năm rồi, anh mới bao lâu chứ? Anh thực sự cho rằng bây giờ mình bất khả chiến bại hay sao? Không coi ai ra gì à, Nam Tàng Thiên Sương cũng không phải đối thủ của Khâu Vân Trạch đâu, anh cũng quá tự tin rồi đó. Lăng Dật Nhiên cau mày. Mấy sư huynh đệ phía sau Khâu Vân Trạch cũng đều mỉm cười, xem ra Tần Lâm này đúng là một tên trẻ trâu, cuối cùng bọn họ cũng có thể nhìn thấy Khâu sư huynh dạy dỗ tên khốn không biết trời cao đất dày này một bài học rồi. Được, tốt lắm, đây mới là huynh đệ tốt của tôi, nào, chúng ta thử xem coi ai thắng ai. Khâu Vân Trạch cười gian, đôi mắt của hắn sắc như kiếm, hai người đã ở trong thế căng như dây đàn, dường như sắp nhào vào nhau. Nhưng Lăng Dật Nhiên lúc này không thể bỏ đi dễ dàng như vậy được, nếu như Tần Lâm lỡ có mệnh hệ gì thì còn có cô ở cạnh, nếu bỏ đi thì anh có thể sẽ bị đánh tơi tả mất. Tên này thực sự nghĩ rằng mình sẽ là đối thủ của Khâu sư huynh sao? Thật không biết tự lượng sức mình, hừ hừ. Mọi người đều giễu cợt trận chiến giữa Tần Lâm và Khâu Vân Trạch, bọn họ sớm đã đoán được trước kết cục rồi, Tần Lâm chắc chắn sẽ bị Khâu sư huynh đánh cho một trận thôi. Nhưng Lăng Dật Nhiên lại trông rất căng thẳng, dù sao sức mạnh của Khâu Vân Trạch cũng rất kinh khủng, mấy năm trước cô đã nhìn thấy Khâu Vân Trạch đánh nhau với người ta, hắn tuyệt đối là hàng đỉnh trong đời đệ tử thứ ba. Cuộc đọ sức giữa hai cao thủ của bát mạch chắc chắn không chỉ là một màn rằng co đơn thuần, tuy không binh đao tương tàn nhưng lại vô cùng máu lửa. Tần Lâm cũng không ngờ Khâu Vân Trạch này lại mạnh như vậy, dù sao hắn đã đột phá bát mạch mấy năm rồi, thực lực cũng đã dung hợp từ lâu, đương nhiên lúc này sẽ mạnh hơn Tần Lâm vừa mới đột phá. Trận chiến này Tần Lâm đã thể hiện hết 90% sức mạnh của anh, mỗi chiêu thức đều rất hoàn mỹ, thi triển được toàn bộ sức mạnh của trưởng pháp. Ngược lại Khâu Vân Trạch lại cảm thấy nghiêm trọng, không ngờ thực lực của Tần Lâm lại mạnh như vậy. Sau khi hai người giao đấu, hắn đã choáng đến mức không thể hiện được ưu thế nào nữa. Bọn họ biết rõ sức mạnh của Khâu sư huynh, nhưng không ngờ Tần Lâm lại kinh khủng như vậy, đương nhiên bọn họ có chút kinh ngạc. Lúc này, Khâu Vân Trạch đã bắt đầu rút lui, cho dù có thua cũng không thể để thua quá nặng. Nhưng Tần Lâm đương nhiên sẽ không đồng ý, nếu để hắn chạy thì mặt mũi anh phải để đâu đây? Bị người ta ức hiếp mà còn để hắn toàn thân rút lui à, không thể nào. Tần Lâm cười khẩy một tiếng, tung ra quyền pháp giết người, uy lực dũng mãnh, dáng đòn nặng nề. Tôi đầu hàng. Khâu Vân Trạch vội vàng hét lên, nếu hắn trúng phải cú đấm này của Tần Lâm thì dù không chết cũng mất đi nửa cái mạng, tuyệt đối không thể an toàn rút lui được. Đầu hàng. Không kịp nữa rồi em ơi, sao không làm từ sớm đi? Ánh mắt Tần Lâm lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên, quyền cước không có mắt, đây cũng chẳng phải chỗ chơi của trẻ con. Anh muốn dạy tôi một bài học thì tôi phải giúp anh công khai chứ. Người khác bắt nạt mình mà còn để chơi trò nhân từ hay sao? Xin lỗi nhé, anh đây không làm được. Mặc dù Khâu Vân Trạch đã lui hết mức có thể, nhưng nắm đấm của Tần Lâm vẫn giáng xuống thẳng vào ngực hắn. Bịch! Một cú đấm giáng xuống, Khâu Vân Trạch lập tức cảm thấy như đang bị một tảng đá đập vào ngực, vô cùng đau đớn, sắc mặt hiện lên vẻ đau đớn tột cùng. Khâu Vân Trạch lùi về sau với vẻ mặt nghiêm nghị, khóe miệng tràn đầy tức giận và kinh hãi, không ngờ Tần Lâm lại có thực lực như vậy, lại còn không thèm nói lý lẽ, hắn đã đầu hàng rồi mà anh vẫn ra đòn khiến hắn bị thương. Khâu sư huynh. Huynh không sao chứ, Khâu sư huynh. Phụt. Sau khi chịu đựng một lúc lâu, cuối cùng Khâu Vân Trạch cũng không thể kìm được, lập tức phun máu, vẻ mặt u ám, ngay cả hai chân cũng run lên, gần như không thể đứng vững. Quá sơ suất rồi. Tần Lâm, cậu có ý gì? Khâu sư huynh đã chịu thua rồi,
Vậy mà cậu còn ra tay tàn nhẫn như vậy sao, cậu có ý gì đây? Mọi người đều trừng mắt nhìn Tần Lâm, khóe miệng tràn đầy phẫn nộ. Khâu sư huynh của các cậu chết không nổi đâu, chút thương tích này so với người học võ thì chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Lăng Dật Nhiên mỉm cười, khiến Khâu Vân Trạch suýt chút nữa lại phụt máu. Vậy thì sao, các người cũng muốn đấu với tôi à? Nào, mau đến đây, hay là tôi ra tay trước? Tần Lâm chỉ vào hai người bên cạnh Khâu Vân Trạch rồi nói. Cậu, bọn họ chỉ nói cho sướng miệng thôi, nếu thật sự phải đánh với Tần Lâm thì có lẽ bọn họ sẽ bị đánh đến mức bò ra đất mất. Đã nói là để ma sát lẫn nhau, nói là quyền cước không có mắt, kỹ năng không bằng mà còn định đổ lỗi cho người khác sao? Tần Lâm không ngừng lắc đầu, trên mặt tràn đầy giễu cợt. Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu, Tần Lâm, chúng ta cùng chờ xem. Khâu Vân Trạch nghiến răng nói. Thì ra anh đã có cách đối phó với Khâu Vân Trạch rồi, còn cần tôi phải lo nữa à? Hừm, chẳng phải tôi chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học thôi sao? Tiểu sư thúc đừng lo, tôi biết chừng mực mà. Đây mới là điều mà Tần Lâm thực sự muốn. Nếu không có ai tới thách đấu với anh thì ngược lại anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Tôi phải đi nghỉ rồi đây, mệt chết đi được, hớ hớ. Tần Lâm ngáp rồi lắc đầu. Ngay khi anh định trở về động huyệt để nghỉ ngơi, đột nhiên có một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tần Lâm. Là tỷ, tỷ đến đây làm gì? Như Tuyết, tại sao cậu lại ở đây? Lăng Dật Nhiên cau mày, Diệp Như Tuyết cũng coi như một trong số những người bạn của cô. Mặc dù có thân phận cách biệt nhưng hai người lại không để tâm lắm. Dật Nhiên, cậu cũng ở đây à? Diệp Như Tuyết kinh ngạc nhìn cô, không ngờ Lăng Dật Nhiên lại ở cùng Tần Lâm, hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Gần đây tớ hay giúp Tần Lâm khám bệnh. Lăng Dật Nhiên cười gượng gạo, ngay cả Tần Lâm cũng suýt bật cười. Vậy cậu đến tìm Tần Lâm làm gì? Hình như bố tỷ muốn đại sư huynh đối phó với đệ đấy Tần Lâm, tuyệt đối đừng đánh. Đệ căn bản không phải là đối thủ của huynh ấy đâu. Vẻ mặt Diệp Như Tuyết rất nghiêm túc, có vẻ cô vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Tần Lâm. Cái gì, cậu là nói Âu Dương Trấn Vân xuất quan rồi à? Lăng Dật Nhiên cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Như Tuyết. Âu Dương Trấn Vân là đệ tử số 1 của Diệp Toàn Cơ, anh ta cũng là người có tài năng và thực lực nhất. Nghe nói trong lần bế quan vừa rồi, anh ta đã được xếp vào top 5 đệ tử mạnh nhất. Nhưng có mạnh bao nhiêu đi nữa thì ở trong đời đệ tử thứ 3 cũng không có ai dám khiêu khích anh ta. Tần Lâm chợt nhíu mày, đại đệ tử của nhị sư bá à? Đúng vậy, thực lực của Âu Dương sư huynh mạnh hơn Khâu Vân Trạch rất nhiều, tỷ nghe nói đệ đã đánh bại Khâu Vân Trạch rồi nhỉ, nhưng đệ không thể so với Âu Dương Trấn Vân được. Năm đó Âu Dương sư huynh đã được sư tổ dạy dỗ, sư tổ nói rằng sau này Âu Dương sư huynh sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất ở Côn Luân. Như Tuyết nói đúng đấy, lần này anh không được tùy tiện như vậy nữa, Tần Lâm, anh không biết Âu Dương Trấn Vân đáng sợ như thế nào đâu, cô ấy nói cho anh nghe những điều này là vì muốn tốt cho anh, nếu như anh đấu với Âu Dương Trấn Vân thì sẽ sống chết khó lường, tên này mạnh hơn Khâu Vân Trạch rất nhiều, anh khó mà thoát khỏi hiểm nguy. Lăng Dật Nhiên cũng khá lo lắng, không cần biết Tần Lâm mạnh đến đâu, trong mắt bọn họ thì anh cũng chỉ là người mới vào núi mà thôi. Cô nghĩ tôi yếu như vậy sao? Nếu tôi đánh bại Âu Dương Trấn Vân, vậy có nghĩa là sẽ không còn ai ngăn cản tôi nữa đúng không? Ngay cả bố tỷ cũng phải thừa nhận tôi mạnh nhỉ. Tần Lâm càng nói càng hưng phấn, đây là điều mà bọn họ không ngờ tới. Anh không biết kiềm chế lại sao? Anh quả thực rất mạnh, cũng đã đánh bại rất nhiều người, nhưng khi gặp được cao thủ thật sự thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu. Lăng Dật Nhiên trầm giọng nói. Tần Lâm, nếu đệ luyện tập chăm chỉ thêm 3 năm nữa, tỷ tin đệ sẽ không yếu hơn Âu Dương sư huynh đâu, nhưng hiện tại đệ đừng kiêu ngạo như vậy. Diệp Như Tuyết thở dài, tính cách ngỗ ngược của Tần Lâm là điểm đặc biệt của anh, nhưng cũng là điểm yếu của anh. Tôi biết hai người muốn gì, nhưng hiện tại xem ra tôi vẫn cần một đối thủ mạnh, mong rằng Âu Dương Trấn Vân sẽ không để tôi phải thất vọng. Tần Lâm cười nói, bây giờ Tần Lâm như muốn cầu xin được thất bại vậy. Nhưng tiếc thay, từ trước đến nay vẫn chưa có ai đánh bại được anh. Có vẻ như chỉ cần đánh bại được Âu Dương Trấn Vân thì anh mới có thể tiến thêm một bước để thách thức sư thúc. Nếu không nghe lời thì anh sẽ phải chịu thiệt thôi, anh cứ đợi đó đi. Không có ai quan tâm anh đâu. Lăng Dật Nhiên nghiến răng, hai tay khoanh trước ngực, trông hệt như một cô vợ nhỏ đang giận dữ. Tần sư đệ đừng kiêu ngạo như vậy,
Chúng tôi biết đệ rất mạnh, nhưng không cần phải vậy đâu nhỉ. Cứ như thế này thì chỉ làm tổn thương người khác và chính mình mà thôi. Diệp Như Tuyết khổ tâm. Tôi hiểu lòng tốt của tỷ, nhưng Diệp sư tỷ này, chúng ta chung quy cũng khác đường thì khó chung mục đích, bố tỷ lại muốn dồn tôi vào chỗ chết, còn tỷ lại đến nói cho tôi biết, tôi cũng không biết nên cảm ơn hay hận tỷ. Nhưng tôi biết rõ đây không phải là lỗi của tỷ, tôi sẽ không hận tỷ, ai làm thì người đó sẽ chịu trách nhiệm, nhất định phải để các sư huynh thấy rằng Tần Lâm tôi không phải kẻ dễ bắt nạt. Ha ha ha! Sự tự tin của Tần Lâm khiến hai người phụ nữ bất lực nhìn nhau, lúc này Diệp Như Tuyết cũng không biết phải làm thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy xem ra hai người ắt hẳn sẽ có một trận chiến sinh tử mà thôi. Vậy, để tự lo liệu đi. Diệp Như Tuyết nghiến răng, sắc mặt tái nhợt, sau đó quay lưng rời đi. Bố cô đã đuổi cùng giết tận anh, vậy thì tình cảm sâu nặng có là gì? Diệp Như Tuyết và Lăng Dật Nhiên đều buồn bực rời đi, sau đó Tần Lâm bèn nở nụ cười khổ, trong lòng thở dài bất lực. Đêm đen gió lớn, không khí lạnh lẽo, mũi kiếm sắc bén, tuyết rơi thành tiếng. Kiếm vô cảnh của Tần Lâm đã đạt đến trình độ cao hơn, và sự lĩnh hội kiếm pháp Côn Luân đã giúp cho anh càng thêm lợi hại. Thập nhị kiếm, thập tam kiếm, thập tứ kiếm, nhị thập nhất kiếm, nhị thập nhị kiếm, kiếm pháp của Tần Lâm tuyệt thế vô song, kiếm vô cảnh trong một chốc đã đột phá đến 22 kiếm, nhát trước mạnh hơn nhát sau. Mỗi một đường kiếm đều giống như một đòn tấn công chuyển hóa kiếm ý. Nhị thập nhất kiếm, tự do thu vào, vạn kiếm hợp thành. Nhị thập nhị kiếm, tâm tùy kiếm động, mũi kiếm sắc nhọn, vô hình vô ảnh. Xem ra người xưa không gạt mình, ha ha ha, kiếm pháp của mình đã đạt tới cảnh giới hợp nhất giữa người và kiếm. Tần Lâm tin tưởng vô cùng, nhị thập nhất kiếm đã đạt tới đỉnh cao của kiếm pháp, một kiếm xuất, vạn kiếm chém. Còn nhị thập nhị kiếm lại hoàn toàn dung hợp, kiếm vô cảnh như vậy không ai có thể tưởng tượng nổi. Thất tinh Long Uyên, người và kiếm hợp nhất, thiên hạ vô song. Nhất kiếm xuất, băng tuyết tiêu tan. Nhất kiếm thu, sơn hà gầm thét. Nhất kiếm lạc, gió nổi nước dâng. Nhất kiếm khởi, vang chấn thiên hạ. Toàn thân Tần Lâm đầy ý chí chiến đấu, anh đã hoàn toàn lĩnh hội được sự hợp nhất giữa người và kiếm, nhưng Tần Lâm biết rằng sự hợp nhất vẫn chưa phải là mạnh nhất. Ngày hôm sau, Tần Lâm ngủ đến gần trưa, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, anh liền biết rằng cái gì đến cũng sẽ đến. Tần Lâm có phải rùa rụt cổ không? Còn chưa dám ló đầu ra à? Ha ha ha! Đúng thế! Chắc nghe thấy danh tiếng của Âu Dương sư huynh nên sợ đến phát run rồi nhỉ. Bên ngoài động phủ truyền đến âm thanh ồn ào khiến Tần Lâm rất khó chịu. Lúc này, 50-60 người đã vây quanh trước cửa, Tần Lâm nhìn thấy không ít bóng dáng quen thuộc. Nhiếp Vân Hải, Triệu Vô Cực, Tàng Thiên Sương đều có cả. Bởi vì lần này Âu Dương Trấn Vân đã đến để khiêu chiến với Tần Lâm cho mọi người xem. Chẳng lẽ tôi phải cúi đầu nhận tội khi bị các người mắng à? Đây là điều mà một đệ tử Côn Luân nên làm à? Giả làm gấu mù rồi khấu đầu nhận tội mới là cách mà sư đệ nên làm đúng không? Ha ha ha, đúng là ngu xuẩn, nực cười làm sao? Tần Lâm hoàn toàn không thèm để ý tới bất kỳ kẻ nào. Chỉ có Âu Dương Trấn Vân là người duy nhất tỏ ra nghiêm túc, rõ ràng Tần Lâm cũng khiến anh ta cảm thấy tràn đầy tinh thần chiến đấu, tuy hai người chưa đấu với nhau nhưng cũng đã nảy sinh chiến ý mạnh mẽ. Cậu đúng là không thể nói được mà, quả nhiên không phải loại yếu kém gì, xem ra có rất nhiều sư đệ đã bị cậu đánh trọng thương rồi nhỉ, cậu vẫn không có cảm giác áy náy à, có chút bản lĩnh rồi muốn làm gì thì làm sao, tôi nghĩ cậu đang muốn tìm cái chết đấy. Ánh mắt Âu Dương Trấn Vân lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Người muốn chết là anh đấy chứ, hôm nay anh đến tìm tôi để kiếm chuyện, thế trước khi đi anh đã chọn giờ hoàng đạo chưa? Tần Lâm cười khẩy nói. Tên Âu Dương Trấn Vân này dù mạnh nhưng hôm nay anh nhất định sẽ không để anh ta được như ý, hơn nữa anh ta còn cố ý đem theo nhiều người đến, chẳng phải muốn làm anh xấu mặt sao. Tần Lâm biết dù là đuổi anh ra khỏi núi Côn Luân hay là thậm chí ra lệnh giết anh, đều là ý đồ của nhị sư bá. Âu Dương Trấn Vân nhíu mày, anh ta không ngờ tên Tần Lâm này lại ngông cuồng đến vậy, khi gặp anh ta cũng chẳng hề sợ sệt, hơn nữa với thân phận và địa vị của anh ta, Tần Lâm sao có thể bằng được. Tôi cảm thấy buồn thay cho cậu đấy Tần Lâm, cậu cũng được coi là một thiên tài, thiên phú không tệ, tiếc rằng cậu quá ngông cuồng, người như cậu không thích hợp ở trên núi Côn Luân. Núi Côn Luân của chúng tôi vốn rất đoàn kết, nhưng sự xuất hiện của cậu lại khiến chúng tôi tan đàn xẻ nghé,
những điều này đều do cậu mà ra cả. Âu Dương Trấn Vân thất vọng nói. Cậu tự cho mình là mạnh nhưng trong mắt tôi cậu chỉ là rác rưởi mà thôi, loại rác rưởi như cậu nhất định phải bị tôi dẫm nát dưới chân. Tôi vốn chỉ định bắt cậu dập đầu nhận lỗi rồi sẽ tha mạng cho cậu, nhưng cậu lại không biết điều đến vậy thì tôi chỉ có thể thay mặt tất cả sư huynh sư đệ dạy cho cậu một bài học mà thôi. Không đánh cậu ngã dưới đất thì sẽ khó khiến lòng người bớt giận. Đám người hóng chuyện đều ngóng trông Âu Dương Trấn Vân đánh bại Tần Lâm, với bọn họ mà nói đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, Âu Dương Trấn Vân mà ra tay thì chắc chắn không thể thua. Đúng là kịch hay mà, lâu lắm rồi Âu Dương sư huynh không ra tay, có lẽ qua trận chiến hôm nay ta sẽ thấy được thực lực thật sự sau khi xuất quan của huynh ấy. Nhưng còn phải xem tên Tần Lâm này có đáng để Âu Dương sư huynh dùng toàn lực không đã. Nói đúng lắm, ha ha ha. Mà lúc này Tần Lâm cũng ra đòn, thủ đoạn như sấm chớp, trong nháy mắt nghiền ép tất cả. Cao thủ ra tay một cái liền biết ngay thực lực. Trọng quyền của Tần Lâm khiến sắc mặt của Âu Dương Trấn Vân phải run lên, anh ta không ngờ tên này cũng lợi hại đấy, chẳng trách nhiều người thua trong tay anh như vậy. Đám Tàng Thiên Sương, Triệu Vô Cực dù không được coi là cao thủ gì nhưng cũng đã tu luyện trên Côn Luân 10 năm rồi, không thể nói Tần Lâm có thể đánh bại được họ là nhờ may mắn được. Hai người giao chiến, quyền quyền đánh vào thịt, đánh đến mức vui vẻ sảng khoái. Không chỉ bọn họ mà đám sư huynh sư đệ ở bên hóng hớt cũng rất phấn khích, trận chiến như này đúng là ngàn năm có một mà, hơn nữa hai người này không hề có ý định ngừng lại, liên tiếp ra đòn, run chuyển đất trời. Dù sao Âu Dương Trấn Vân đã là cao thủ đột phá bát mạch từ lâu rồi, còn Tần Lâm lại chưa đột phá được bao lâu, sự chênh lệch giữa hai người đương nhiên sẽ tương đối lớn. Hơn nữa anh ta đã học võ trên Côn Luân mười mấy năm, vậy nên với thực lực của Âu Dương Trấn Vân mà nói, nghiền ép Tần Lâm là chuyện hết sức dễ dàng, nhưng bây giờ xem ra lại vô cùng khó khăn. Thực lực quyết định địa vị trong môn phái, trận chiến này nhất định phải thắng để thể hiện được khí phách, uy danh của sư phụ, để thể hiện được sự bá đạo của Côn Luân, để khiến cho tên mới gia nhập tông môn này cút đi. Nhưng ông trời thường không chiều lòng người, lúc này hai người dây dưa cũng đã được hồi lâu. Thực lực cả hai cũng coi như tương đương, sức mạnh của Tần Lâm vẫn vô cùng kinh khủng, còn Âu Dương Trấn Vân lại có phần hơi luống cuống. Tần Lâm càng đánh càng khoái, Âu Dương Trấn Vân càng đánh càng cuống, tâm trạng của hai người khác biệt rõ rệt, Âu Dương Trấn Vân chỉ muốn giải quyết nhanh chóng, kết thúc trận đấu, còn Tần Lâm lại chỉ muốn dạy cho Âu Dương Trấn Vân một bài học. Có kẻ địch chưa chắc đã là xấu, hai người đều khát khao chiến đấu, càng đánh trận đấu càng kịch liệt, qua trận chiến. Tần Lâm cũng học được nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá. Khải Minh Quyền, Âu Dương Trấn Vân tung quyền, cuồng loạn oanh tạc, tư thái khí thế khiến cho người ta phải khiếp sợ, đây mới là Âu Dương sư huynh mà họ biết. Âu Dương sư huynh cố lên, giết chết cậu ta đi. Đúng, không thể để tên nhãi này ngẩng cao đầu được. Mọi người đều reo hò cổ vũ cho anh ta, duy chỉ mình anh ta hiểu rõ thực lực của Tần Lâm không hề kém cạnh anh ta. Cuộc chiến mặc dù đã rơi vào trạng thái ác liệt nhất nhưng muốn phân thắng bại thì không phải chuyện dễ dàng. Ánh mắt của Tần Lâm không ngừng lóe lên, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, anh không sợ Âu Dương Trấn Vân mà chỉ muốn người này bộc lộ hết năng lực. Tần Lâm có thể đứng đấy không bại dưới tay Âu Dương Trấn Vân thì với anh ta mà nói anh ta đã thua rồi, thua cả về phẩm chất lẫn uy danh. Quyền pháp của Âu Dương Trấn Vân vô cùng hung mãnh, là do tự mình nhị sư bá truyền thụ cho anh ta. Tần Phong liên tục tung trưởng, trùng hư trưởng mạnh mẽ đánh ra, mang thanh âm của gió cuộn sấm rền, quyền trưởng của hai người va vào nhau, tình cảnh vô cùng khủng khiếp. Cuộc chiến này thu hút sự chú ý của vô số người, cho dù là ở trên núi cao cách đó không xa, hai người đàn ông hơn 30 tuổi thần sắc lạnh lùng cũng đang ngấm ngầm quan sát trận đấu. Trong ánh mắt sôi sục ý chí chiến đấu, hai người họ một người vóc dáng gầy gò còn một người lại mập mạp, trông khá buồn cười. Như có thể bổ sung cho nhau vậy. Người có vóc dáng gầy gò không cao, chỉ cao khoảng 1m7, nhưng mắt lại sáng như chim ưng, vô cùng sắc bén, dường như nhìn một cái là có thể nhìn thấu lòng người. Người đàn ông mập mạp đứng bên, từ đầu đến cuối mỉm cười híp mắt, trông có vẻ vô hại, nhưng nếu Lâm Trung Nghĩa nhìn thấy anh ta thì cũng sẽ run sợ lẩy bẩy. Mà người này lại là nhị sư huynh của Lâm Trung Nghĩa, Vương Định Sơn. Cậu nói xem, ai thắng? Người đàn ông gầy gò nhìn Vương Định Sơn, lạnh lùng hỏi. Tên này là đại đệ tử nắm ghế thủ lĩnh của Tam Sư Thúc, Tùy Ba, cũng là một cao thủ giống Vương Định Sơn, thực lực của hai người cũng ngang bằng nhau.
kết hợp thêm Âu Dương Chấn Vân, ba người được mệnh danh là ba vị đệ tử đứng đầu của núi Côn Luân. Có điều còn có một người mà ngay cả ba người họ cũng phải nể sợ, đó là đại sư huynh của Tần Lâm, Hiên Viên Ngông Cuồng. Khó nói lắm, tên này mạnh mẽ thật, chưa đến một tháng mà đã đánh bại phần lớn đệ tử, bây giờ chỉ còn lại mấy chúng ta. Vương Định Sơn cười híp mắt, cái bụng bự của anh ta như bụng Phật Di Lặc vậy. Nhưng cậu ta là sư đệ của cậu mà, chẳng nhẽ cậu lại không biết. Tôi đã kịp làm quen với cậu ta đâu, có điều tôi thấy tên này không phải dạng vừa, mới có một tháng mà sư phụ đã tự mình dạy dỗ cậu ta. Ánh mắt của Tùy Ba càng nghiêm túc hơn. Cái gì, mới có một tháng đại sư bá đã dạy cậu ta, tên này có vẻ tiền đồ vô lượng đây. Tôi nhớ năm đó cậu vào Côn Luân một năm, đại sư bá mới tự mình dạy dỗ cậu. Tôi nghe đại sư huynh nói, tiếc nuối lớn nhất của huynh ấy là không thể giao thủ cùng ngũ sư thúc. Sau 2 năm ngũ sư thúc rời đi, đại sư huynh Hiên Viên Ngông Cuồng mới lên núi Côn Luân. Lúc đó cũng có sư thúc coi đại sư huynh là người thừa kế của ngũ sư thúc, có điều đại sư huynh không kinh khủng bằng ngũ sư thúc. Huynh ấy chỉ âm thầm luyện tập thôi, còn ngũ sư thúc chính là một tên hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất. Tùy Ba cười lớn mà nói. Nhưng mà Tần Lâm mới là người thừa kế chân chính của ngũ sư thúc, cái tính bướng bỉnh bất tuân, không coi ai vào đâu này đúng chuẩn thừa kế từ ông ấy. Lúc này trận chiến giữa Tần Lâm và Âu Dương Chấn Vân đang trong giai đoạn vô cùng ác liệt, hai người chiến đấu hồi lâu, không ai đánh bại được đối phương. Nhưng trong trận đấu, loại cảm giác bất phân thắng bại này khiến người ta không khỏi khen ngợi, đối thủ này đúng là xứng tầm. Tiếc rằng không như vậy, Tần Lâm từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, giao chiến hơn 10 chiêu, Âu Dương Chấn Vân không còn kiêu ngạo được như ban đầu nữa, ngược lại lúc này hai người không hề chần chừ. Mỗi chiêu thức đều như muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Âu Dương Chấn Vân là đệ tử mạnh nhất của nhị sư bá, cũng là người tài năng nhất, lần này thay mặt nhị sư bá, và cũng là vinh dự cuối cùng của anh ta, chỉ cần Tần Lâm có thể dẫm lên Âu Dương Chấn Vân thì sẽ tuyệt đối không có chuyện gì nữa, mặt mũi của nhị sư bá chắc chắn sẽ mất hết. Tần Lâm cũng biết trận chiến này nhất định phải đánh bại đối thủ, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho tất cả mọi người phục được. Mới có thể khiến cho đời đệ tử thứ ba không còn bất mãn. Trùng hư trưởng tung ra mạnh mẽ, hai mắt Âu Dương Chấn Vân lóe lên giận dữ, dường như anh ta cũng đang bắt đầu muốn phản công, không còn muốn tiếp tục dây dưa với Tần Lâm nữa. Một loạt chiêu thức được tung ra khiến Tần Lâm không sao ngờ được, cuối cùng Âu Dương Chấn Vân đành tung sát chiêu. Hắc hổ trảo công, xem ra Âu Dương Chấn Vân không chút do dự, muốn cho Tần Lâm một đòn chí mạng. Ánh mắt Tùy Ba chờ động. Hắc hổ trảo công là chiêu thức lợi hại nhất của nhị sư bá, không còn nghi ngờ gì nữa, Âu Dương Chấn Vân đúng là đã có được chân truyền của ông ta. Hắc hổ trảo công, vô cùng sắc bén, hệt như hổ xuống núi, chiêu thức kinh người, như sấm nổ vang trời, không ngừng tạo thành âm thanh vang lên trong không khí. Ha ha ha, nhìn xem, tên Tần Lâm này sắp chết đến nơi rồi nhỉ. Cậu ta cứ liên tục lui về phía sau, tôi muốn xem thử cậu ta có thể lui tới khi nào. Đúng vậy, đánh không lại nên chạy lung tung chứ gì. Hai tay Tần Lâm kết ấn, tạo ra ấn quyết đáng sợ, lập tức tung đòn một cách cuồng nộ. Bất động minh vương ấn. Ấn đầu tiên tung ra, Âu Dương Chấn Vân có hơi sững sờ, một ấn quyết nhẹ nhàng như vậy mà lại có thể đẩy lui anh ta. Ngay cả Vương Định Sơn và Tùy Ba cũng đều kinh ngạc, ấn quyết của Tần Lâm quả thực không tầm thường. Đây là loại công phu gì thế? Tùy Ba nói. Chắc không phải là võ công núi Côn Luân chúng ta, nhưng lại rất mạnh. Vương Định Sơn trầm ngâm. Còn chưa kịp định thần lại thì Tần Lâm đã tung ra ấn quyết thứ hai. Đại Kim Cang Luân ấn. Lần này Âu Dương Chấn Vân lập tức bị Tần Lâm ép lui về 3 bước, bước chân trở nên loạng choạng. Tuyệt đối đừng coi thường 3 bước này, dùng Đại Kim Cang Luân ấn mà chỉ lui 3 bước, Tần Lâm lập tức tỏ ra kinh ngạc. Không ngờ anh lại có thể đỡ được ấn quyết thứ hai. Không tồi nhỉ, Âu Dương Chấn Vân, anh đã gây ấn tượng với tôi rồi đấy. Ha ha ha. Tần Lâm bật cười, nhưng lúc này Âu Dương Chấn Vân lại không cười được nữa. Ấn thứ ba, đấu tự quyết, ngoại sư tử ấn. Tên này sao đột nhiên lại mạnh như vậy? Đây là chiêu thức gì? Ngay cả Âu Dương sư huynh cũng không đỡ được sao? Tôi tin Âu Dương sư huynh tuyệt đối sẽ không bao giờ thất bại. Mấy tiếng la ó của người này người kia khiến cho Âu Dương Chấn Vân càng thêm khó chịu. Mạnh thật. Tùy Ba thoáng giật mình, song ấn quyết thứ ba thì Âu Dương Chấn Vân đã bắt đầu luống cuống rồi,
anh ta cũng không dám cố chấp nữa, tuy hai người càng lúc càng nhanh, nhưng ấn quyết của Tần Lâm rõ ràng vẫn nhanh hơn một bước. Bước chân loạng choạng của Âu Dương Trấn Vân đủ để giải thích tất cả. Giả tự quyết, ấn thứ tư, nội sư tử ấn. Cửu tự chân ngôn, lại phải đối mặt với hàng loạt ấn quyết, ngay khi Tần Lâm thi triển ấn quyết thứ tư thì đã vô cùng kinh khủng rồi, hệt như sấm sét giáng xuống, cho dù Âu Dương Trấn Vân có cố gắng hết sức, nhưng vẫn phải lui hơn 10 bước, nhếch nhác bỏ chạy. Vẻ mặt Âu Dương Trấn Vân đầy kinh hãi, mặc dù đứng vững nhưng toàn thân lại trở nên tê dại vô cùng, ấn quyết này quá lợi hại, thân thể anh ta hoàn toàn mất đi sự linh hoạt trước đây. Hơn nữa, toàn bộ cơ thể và các cơ quan nội tạng của Âu Dương Trấn Vân cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù anh ta vẫn còn đứng đó, nhưng trận chiến đã kết thúc rồi, Âu Dương Trấn Vân không thể chiến đấu được nữa. Âu Dương sư huynh, huynh phải báo thù cho bọn đệ. Thực ra, mấy lời cổ vũ đó giờ đây chẳng khác nào đang châm biếm anh ta, hiện tại anh ta vốn không thể ra tay nữa rồi. Tần Lâm cũng tỏ vẻ lãnh đạm, nhìn chằm chằm Âu Dương Trấn Vân, nhưng không mấy quan tâm. Thật không ngờ tứ đạo ấn quyết lại kinh người đến mức này, đây là loại công pháp gì thế? Vương Định Sơn lẩm bẩm, người khác nhìn không ra, nhưng anh ta và Tùy Ba chắc chắn đã nhìn ra. Tôi thực sự càng ngày càng tò mò, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đấu với cậu ta. Tùy Ba kích động nói, ánh mắt lóe lên. Cậu cho rằng mình có bao nhiêu cơ hội thắng? Vương Định Sơn nhìn Tùy Ba với một nụ cười gượng gạo. Ít nhất là 50%. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thảm như Âu Dương Trấn Vân đâu. Tôi thua rồi. Lời nói của Âu Dương Trấn Vân khiến cho đám người nháo nhào, mọi người đều không thể tin được, thắng bại đã phân rồi ư, sao lại như vậy được. Tần Lâm kiêu ngạo đứng ở đó, bất động trong gió tuyết, tựa như một vị thần, trong mắt tất cả huynh đệ, anh đã là một sự tồn tại bất khả chiến bại rồi. Lâm Trung Nghĩa lại càng vui hơn, anh ta không vừa mắt người của nhị sư thúc từ lâu. Tên này cũng không phải tốt lành gì, Âu Dương Trấn Vân vốn không hề coi anh ta là người một nhà, bây giờ cuối cùng cũng được mở mày mở mặt rồi, đến cả sư đệ của mình cũng đánh được anh ta, đúng là quá tàn nhẫn. Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Âu Dương Trấn Vân, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, hoàn toàn bại dưới tay Tần Lâm, lại còn bị vô số người gạt sang một bên. Đứng càng cao, ngã càng đau, Âu Dương Trấn Vân chính là ví dụ rõ ràng nhất. Có vẻ anh mới là rác rưởi thực sự mới đúng. Hôm nay tôi sẽ tha cho anh một mạng, Âu Dương Trấn Vân, anh nên nghĩ kỹ xem bây giờ nên làm gì. Trở về nói với nhị sư bá, có thủ đoạn gì thì dùng hết đi, Tần Lâm tôi sẽ tiếp hết. Tần Lâm lạnh lùng nói, mặt Âu Dương Trấn Vân tái xanh, cả người run rẩy. Có điều anh ta biết từ nay về sau sư phụ khó có cách đối phó với Tần Lâm, dù sao ông ta cũng sẽ không đích thân ra tay. Mà nếu trên núi Côn Luân này có người định ra tay, đại sư bá sẽ thực sự nhúng tay vào. Trưởng bối đối phó với vãn bối, chắc chắn là không thể, bây giờ anh ta là con át chủ bài trong tay sư phụ, nhưng anh ta đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chắc chắn không dám khiêu chiến lại lần hai. Thực lực của Tần Lâm khiến cho Âu Dương Trấn Vân thấy mình chưa đủ mạnh, cũng để cho anh ta thấy núi cao còn có núi cao hơn nữa, cho dù đã đột phá bát mạch mấy năm nhưng anh ta cũng không dám khinh Tần Lâm. Tên này căn bản không phải là người, kinh khủng thật sự. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiêu chiến lại cậu. Dưới con mắt của mọi người, Âu Dương Trấn Vân chật vật đứng dậy, mặt tái xanh, xoay người rời đi. Triệu Vô Cực và Tàng Thiên Sương cũng ngại ngùng rời đi, tất cả học trò của nhị sư bá đều ỉu xìu bỏ đi, Tần Lâm vẫn đứng đó, bất động như núi, không ai vượt qua nổi. Lần này, Tần sư đệ đã khiến chúng ta nở mặt nở mày rồi. Lâm Trung Nghĩa vỗ một cái lên vai Tần Lâm, ánh mắt vô cùng kích động, trong lời nói tràn ngập ý chí chiến đấu. Là do bọn họ bắt nạt người ta, đệ cũng đâu thể ngồi đấy chờ chết được. Tần Lâm nhún vai nói, trận chiến này giúp anh thu được nhiều lợi ích, dù anh thắng Âu Dương Trấn Vân nhưng anh cũng gặp không ít trắc trở, cũng không hẳn là hoàn toàn trấn áp được anh ta. Có vẻ như trong núi Côn Luân này, sẽ có còn người mạnh hơn Âu Dương Trấn Vân, điều này cũng khiến anh nghiêm nghị hẳn. Dù sao anh cũng không thể quá liều lĩnh, coi trời bằng vung được. Vào giờ phút này, nếu Tần Lâm có thể vui vẻ ăn mừng thắng lợi, thì bên của Diệp Toàn Cơ mà nói lại tràn ngập bóng tối. Tất cả đệ tử quỳ xuống trước mặt ông ta, mặt ai cũng tràn đầy bi thương, tức giận, không ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bây giờ không ai dám khinh thường Tần Lâm nữa vì họ không đủ tư cách.
các ngươi chẳng có tác dụng gì, một đám rác rưởi, ngay cả tên đó cũng không đánh lại, mấy năm nay ta dạy dỗ mấy đứa thế nào? Mấy đứa khiến ta quá thất vọng. Diệp Toàn Cơ lạnh lùng nói, không kìm được, mình phái hết người đi nhưng vẫn không đuổi được Tần Lâm ra khỏi nơi đây, đúng là sỉ nhục. Sau hôm nay, các ngươi đi bế quan tu luyện đi, trong một năm không được phép trêu chọc bất kỳ ai, ta muốn thấy các ngươi mạnh lên, nếu không thì cút. Vớ vẩn, lần này huynh thật sự có chuyện tìm đệ, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tiến hành so tài giữa các đệ tử, tứ đại môn phái sẽ phái tất cả đệ tử giỏi nhất đến, đây là cơ hội ngàn năm có một của đệ, Tần sư đệ, chắc đệ không bỏ qua đâu nhỉ. Tần Lâm trầm giọng nói, tứ đại môn phái, Võ Đang, Nga Mi, Thiếu Lâm, Côn Luân, mỗi môn phái đều là các môn phái võ thuật cổ truyền vô cùng mạnh mẽ. 10 năm một lần sẽ có một trận so tài kinh thiên động địa, ai ai cũng ngóng trông trận so tài này, cao thủ so tài có thể trở thành người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của 4 môn phái võ cổ truyền lớn nhất sẽ vô cùng vinh dự, được người đời biết đến. Lăng Dật Nhiên trịnh trọng nói, nhưng lần này tham gia thi đấu thì phải là kẻ có thực lực, người thường mà đi thì chỉ có mất mặt. Tần Lâm cười nói, 4 môn phái võ thuật cổ truyền, có vẻ như cuộc so tài lần này chính là lúc để Côn Luân chúng ta bộc lộ tài năng rồi. Lăng Dật Nhiên bĩu môi, liếc nhìn Tần Lâm. Nào có đơn giản như vậy, dù là môn phái nào cũng đều không đơn giản, rất khó đối phó. Lâm Trung Nghĩa thở dài nói. Vòng nguyệt quế của năm ngoái bị Thiếu Lâm cướp, chúng ta phải đứng ở vị trí thứ hai, để đừng nên coi thường mấy môn phái này, người mạnh còn có người mạnh hơn nữa, dẫu sao thiên tài ở Côn Luân cũng có hạn, Thiếu Lâm nhiều người hơn, có đến mấy ngàn đệ tử, thiên phú siêu việt, chỉ có chúng ta vẫn còn ở trên núi cao. Còn bọn họ đã sớm hòa làm một với thế giới bên ngoài. Nhưng dẫu sao hiện nay đệ đang là ngôi sao sáng trong môn phái của chúng ta, chắc sẽ có một chỗ cho đệ, chắc đệ sẽ không từ chối tham gia đâu nhỉ. Tần Lâm sờ mũi một cái, có vẻ như mình được ưa chuộng phết nhỉ. Có điều cơ hội lần này không tầm thường, nếu như có thể giao chiến với 4 môn phái võ thuật cổ truyền lớn thì thực lực của anh chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt. Không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được. Tần Lâm nhìn Lâm Trung Nghĩa hỏi. Danh sách này do ai quyết định vậy? Đương nhiên là do trưởng môn quyết định rồi, khoảng 7 ngày tới trưởng môn sẽ xuất quan, đến lúc đấy ông ấy sẽ tuyên bố ai là đệ tử được tham gia thi đấu, nếu ai không phục có thể tham gia khiêu chiến. Đặc điểm lớn nhất của Côn Luân chính là công bằng, công chính, công khai, cho dù là trưởng môn cũng không phải ngoại lệ. Theo huynh thấy, phần thắng dễ nằm trong tay đệ, đến lúc đó 10 đại đệ tử tham gia lựa chọn. Tần sư đệ chắc sẽ được chọn thôi. Nói trước bước không qua, ai dám khẳng định được kết quả cuối cùng, nếu như không phải đệ thì cứ chiến là được. Lâm Trung Nghĩa nhìn Tần Lâm, không khỏi mỉm cười. Sau khi Lâm Trung Nghĩa rời đi, Lăng Dật Nhiên bỗng cảm thấy vui vẻ, rõ ràng cô đã bật chế độ cố gắng để chuẩn bị cho trận so tài sắp tới. 7 ngày lặng lẽ trôi qua, hôm nay, 10 đại đệ tử của Côn Luân đều tham dự cuộc họp trên đại điện của Côn Luân. Dương Chí, Diệp Toàn Cơ, Tăng Quảng dẫn đầu, những đệ tử trưởng môn khác xếp sau, yên lặng cúi đầu, mặt đầy vẻ nhún nhường. Lần đầu tiên Tần Lâm tham gia hội nghị đông người như vậy, hôm nay là ngày trưởng môn xuất quan, toàn bộ Côn Luân, 176 người đều đến đông đủ, đây là lần đầu Tần Lâm thấy được cảnh tượng hùng vĩ thế này. Tần Lâm đứng bên cạnh Lâm Trung Nghĩa, chỉ thấy sư phụ và Diệp Toàn Cơ cùng tam sư bá Tăng Quảng ưỡn ngực chờ đợi sư tôn xuất quan. Một lát sau, một ông già râu tóc bạc phơ chậm rãi bước ra từ sau đại điện. Đây là lần đầu tiên Tần Lâm gặp sư tổ của mình, cũng chính là sư phụ của bố. Sư tổ mặt mày hồng hào, râu tóc bạc phơ nhưng vô cùng to lớn, hơn nữa bước đi như bay, nhẹ nhàng vô cùng, mỗi cái nhấc tay nhấc chân dường như đều đang hóa thành một thể với đất trời. Mạnh, quá mạnh, loại sức mạnh này khiến Tần Lâm không thể nào tưởng tượng được. Vì mỗi chuyển động của ông dường như có thể giao tiếp với linh khí của đất trời vậy. Ánh mắt của sư tổ sắc bén như chim ưng, xuyên thấu không trung, không ai có thể lẩn trốn nổi. Một khắc kia, ánh mắt của sư tổ bất chợt rơi vào người Tần Lâm, cả người anh run lên, anh nhìn sư tổ, có thể thấy được sự phức tạp trong ánh mắt ông, thậm chí là cảm giác xâm lược quá mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Sư tổ tuy mạnh mẽ nhưng Tần Lâm vẫn nhìn thẳng, khẽ mỉm cười. Mà sư tổ cũng nhìn anh cười một tiếng, cảm giác bao phủ lên anh trước đó cũng nháy mắt tan biến. Khí phách của trưởng môn của Côn Luân đúng là không tầm thường.
Chỉ mới một cái chớp mắt mà một năm đã trôi qua, bộ xương già này vẫn còn có thể sống thêm mấy năm, ngay cả mấy cậu học trò của ta cũng già cả rồi, ha ha ha. Trưởng môn cười lớn, khiến cho người khác cảm thấy ông là người rất dễ gần. Lão đại, khoảng thời gian này, trong Côn Luân có xảy ra chuyện gì lớn không? Sư tổ nhìn Dương Chí hỏi. Bẩm sư phụ, con của ngũ sư đệ Tần Lâm đã đến Côn Luân xin học nghề, đệ tử bất tài, đã cho cậu ấy nhập môn, mong sư phụ không trách. Sư tổ gật đầu, dường như chẳng có gì kinh ngạc, dù sao lúc này ông cũng đã nhìn thấy rồi. Lúc này khiến mọi người không ngờ nhất là Lăng Dật Nhiên lại lên tiếng. Không được, sư phụ, con cũng muốn tham gia. Ồ, con cũng muốn tham gia thi đấu sao? Ta không nhận ra con trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Nhưng được, chỉ cần con có thể đánh bại Tùy Ba thì con sẽ được tham gia thi đấu. Con chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lăng Dật Nhiên tự tin vô cùng, nhìn thẳng Tăng Quảng, cười híp mắt nói. Tam sư huynh, mau gọi đồ đệ của huynh ra đấu với muội một trận đi, muội nóng lòng quá rồi. Mặc dù năng lực hiện tại của Lăng Dật Nhiên không thấp, thân phận cũng cao nhưng thực lực của cô mọi người đều thấy rõ, nhưng bây giờ cô lại dám khiêu khích một trong những đệ tử xuất sắc nhất của đời đệ tử thứ ba hay sao? Nhưng lúc này chỉ có Tần Lâm và Lâm Trung Nghĩa mới có thể giữ được bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết được bây giờ Lăng Dật Nhiên mạnh đến mức nào. Tiểu sư thúc này cũng phách lối quá rồi nhỉ? Ha ha ha! Làm sao cô ấy có thể là đối thủ của sư huynh Tùy Ba được? Đúng thế, nếu bảo cô ấy khám bệnh thì có thể không ai bằng, nhưng chiến đấu thì chưa chắc đâu. Có không ít lời ra tiếng vào, nhiều người đều tỏ ra chế nhạo Lăng Dật Nhiên, nếu không phải vì trưởng môn sư tổ thì tiểu sư thúc chắc chắn sẽ không bao giờ có địa vị cao như vậy. Tùy Ba khẽ cười, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu sư thúc, người thật sự muốn thách thức tôi sao? Nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy, tiểu sư thúc đã suy nghĩ kỹ chưa? Tùy Ba cười nói. Chẳng lẽ anh lại muốn để tôi thách đấu với Hiên Viên, ngông cuồng, hay sao? He he. Lăng Dật Nhiên nhún vai, tỏ vẻ bất cần. Được được được, nếu tiểu sư muội đã có nhã hứng như vậy, đương nhiên huynh nhất định sẽ không để muội thất vọng. Tùy Ba, còn đấu với muội ấy đi, tung vài chiêu ta xem, nhớ là không được ra sát chiêu, biết điểm dừng là được. Tăng Quảng điềm đạm nói, có vẻ ông cũng không coi trọng tiểu sư muội cho lắm. Đặc biệt là Tùy Ba, 10 năm trước hắn đã từng theo các sư huynh đệ tham gia nhiều cuộc tranh tài lớn của 4 môn phái võ cổ truyền, giờ đây hắn lại càng thêm mạnh mẽ, nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ không thể nào bị tụt lại phía sau được. Xem ra cô đã bị người ta đánh giá thấp rồi đấy tiểu sư thúc, cố lên nhé. Tần Lâm hơi híp mắt lại. Mấy ngày nay Tần Lâm đều theo dõi tiến độ của Lăng Dật Nhiên. Lúc nào cô cũng luyện tập, đây là điều mà trước đây chưa từng có, vậy nên lần này Tần Lâm mới khẳng định cô đã rất cố gắng. Nhưng lại không có một ai kỳ vọng vào cô. Lúc này, ngay cả Dương Chí và những người khác cũng đều đang cười. Tam sư đệ, xem ra vị trí của đệ tử đệ không được đảm bảo rồi đấy. Diệp Toàn Cơ nhìn sang Tăng Quảng cũng mỉm cười, ông căn bản không thèm để ý đến tiểu sư muội chút nào, trận chiến này chắc chắn Tùy Ba sẽ thắng. Vậy thì cứ chờ xem. Ha ha. Tăng Quảng điềm tĩnh cười. Đúng vậy, chưa biết được ai sẽ là người cười cuối cùng đâu. Huynh tin tiểu sư muội, hy vọng đến lúc đó tên nhóc Tùy Ba sẽ không bị lật thuyền chứ. Dương Chí cười nói. Tiểu sư thúc, đắc tội rồi. Lúc này Tùy Ba bước ra, ánh mắt hai người đan vào nhau, tràn đầy ý chí chiến đấu. Mọi người đều coi trận chiến này như một trận chiến hữu nghị. Thế nhưng Lăng Dật Nhiên lại không nghĩ như vậy, cô nhanh như điện xẹt, vừa ra tay đã làm mọi người thay đổi sắc mặt. Chiêu thức quá đáng sợ. Cao thủ bát mạch. Lăng Dật Nhiên cũng đột phá cao thủ bát mạch rồi sao? Tùy Ba tin rằng mình sẽ có thể giải quyết được tiểu sư thúc mà không cần đến 20 chiêu. Thế nhưng Lăng Dật Nhiên lại vô cùng mạnh, quyền cước của hai người liên tục va vào nhau, thực lực hoàn toàn tương xứng, trận chiến này liền trở nên khá thú vị. Những người lúc đầu xem thường cô đều bắt đầu ngơ ngác, ngay cả các sư huynh của Lăng Dật Nhiên cũng phải coi trọng cô. Tiểu sư muội mạnh như vậy từ khi nào chứ? Trận chiến giữa hai người diễn ra khá ác liệt, tất cả các sư huynh đều như chết lặng. Sức mạnh của tiểu sư muội đúng là tiến bộ rất nhiều, lúc trước đệ còn xem thường muội ấy. Diệp Toàn Cơ cau mày. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, tài năng của tiểu sư muội không tệ đâu, hơn nữa cũng đã đột phá rồi. Đệ nghĩ cháu gái của sư thúc sẽ kém chắc,
Dương Chí cười nói. Tùy ba, sao còn chưa ra tay, muốn chờ đến khi nào nữa? Sắc mặt Tằng Quảng xa sầm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn mất. Có tiếng reo hò giữa đám đông. Ai nói phụ nữ kém hơn đàn ông? Tiểu sư thúc, hay lắm, cố lên. Thực lực của tiểu sư thúc càng ngày càng mạnh, tùy ba căn bản không thể khống chế được nữa, càng lúc lại càng trở nên bị động, trong lòng vô cùng bực tức, không lẽ mình sẽ thua tiểu sư thúc thật ư? Trong nháy mắt đã hơn 30 chiêu, lúc này tùy ba cũng vô cùng sốt ruột, bắt đầu ra tay một cách tàn độc. Xem ra tùy ba có vẻ gấp rồi đây. Vương Định Sơn lẩm bẩm, nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc nhất chính là sức mạnh của tiểu sư thúc, không ngờ cô lại có thể ép sát tùy ba như thế, đúng là đã vượt quá dự đoán của mọi người. Tôi nghĩ tùy ba chỉ sợ làm tiểu sư thúc bị thương mà thôi, nếu không thì sẽ không thể nào đánh đến bây giờ. Âu Dương Trấn Vân trầm giọng nói. Còn ai muốn thách đấu nữa không? Dương Chí trầm giọng hỏi. Con muốn thách đấu với Âu Dương Trấn Vân. Tần Lâm vừa bước ra, sắc mặt của mọi người liền trở nên nghiêm trọng, thậm chí có chút bông đùa. Tiết mục chính cuối cùng cũng xuất hiện. Đối với Tần Lâm mà nói, trận chiến này không thể tránh khỏi. Muốn tham gia thi đấu thì phải chọn một đối thủ để đánh, mặc dù anh tin mình sẽ thắng Vương Định Sơn nhưng dù sao anh ta cũng là sư huynh đồng môn của anh. Hơn nữa lúc này Tần Lâm đang có mâu thuẫn với Âu Dương Trấn Vân nên nhất định phải đánh với anh ta. Sắc mặt của Âu Dương Trấn Vân hơi không tự nhiên, dẫu sao anh ta cũng từng bại trước Tần Lâm, trận chiến này không biết có mấy phần thắng. Nhưng anh ta có thể khẳng định, cuộc chiến báo thù là thứ anh ta đang chờ mong. 3 tháng tu luyện, anh ta đã rút được nhiều kinh nghiệm xương máu, có thể đánh bại Tần Lâm hay không, không ai biết. Nhưng nếu như anh không chấp nhận chiến đấu thì sẽ phải nhận sự châm biếm của vô số người. Diệp Toàn Cơ nhìn Âu Dương Trấn Vân, lạnh lùng nói. Nếu đã vậy thì chơi một chút với sư đệ đi, Âu Dương, đừng làm sư đệ bị thương, đến lúc đó người ta lại bảo chúng ta bắt nạt trẻ con. Vâng thưa sư phụ, ánh mắt sư tổ nghiêm túc hẳn, ông nhìn Tần Lâm chằm chằm, cười tủm tỉm nói. Tần Lâm, tốt lắm. Con mới nhập môn được mấy tháng đã khiêu chiến sư huynh mạnh nhất, đúng là khiến ta hào hứng, hy vọng con không làm ta thất vọng. Tần Lâm có thể nhận ra sư tổ đặt rất nhiều kỳ vọng lên anh, điều này khiến anh vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Có điều Tần Lâm không biết Tần Chỉ dẫu sao cũng là đệ tử sư tổ thương yêu nhất, yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên đương nhiên sư tổ cũng quý Tần Lâm nhất, nếu như có thể đại diện môn phái để tham gia so tài thì chắc chắn sẽ không khiến ông thất vọng. 20 năm trước, Tần Trì đã lấy được giải nhất, lần này không biết Tần Lâm có thể đi bao xa. Đa tạ sư tổ, đa tạ sư phụ, đa tạ sư huynh đã cho con cơ hội. Tần Lâm cười nói, đi đến bên Âu Dương Trấn Vân, hai người nhìn nhau, tóe ra tia lửa khát chiến. Sự sỉ nhục lúc trước vẫn luôn được đè nén trong Âu Dương Trấn Vân, 3 tháng này, dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của sư phụ, thực lực của anh ta cũng tăng mạnh. Cho nên lần này đấu với Tần Lâm, Âu Dương Trấn Vân cảm thấy khá tự tin. Đánh bại Tần Lâm, rửa mối nhục này, xóa bỏ chấp niệm trong lòng, tham gia so tài cùng 4 môn phái võ thuật cổ truyền. Đây là lý tưởng của Âu Dương Trấn Vân, là niềm kỳ vọng của sư phụ. Nếu như bị Tần Lâm đánh bại thêm thì địa vị của anh ta ở núi Côn Luân sẽ tụt dốc không phanh, 2 lần bại cùng bởi một người, thế thì đúng là rác rưởi. Một khi thua thì sư phụ cũng sẽ mất mặt, cho nên Âu Dương Trấn Vân sẽ cố gắng hết mình. Cố gắng giết chết Tần Lâm. Tần Lâm nhìn Âu Dương Trấn Vân nói. Ra tay đi, tôi nhường anh 3 chiêu. Thằng nhãi, tôi dẫu sao cũng là sư huynh của cậu, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Âu Dương Trấn Vân tu luyện nhiều năm trên Côn Luân như vậy, mặc dù thực lực không tầm thường, sát khí tỏa ra, nhưng anh ta chưa từng giết người, nên so với Tần Lâm chỉ là muỗi mà thôi, bởi vì Tần Lâm đã từng giết người, hơn nữa không chỉ có một. Nếu Tần Lâm mà bộc lộ sát khí ra, chắc Âu Dương Trấn Vân còn lâu mới sánh bằng. Nếu Âu Dương Trấn Vân đã tàn bạo như vậy, muốn cùng anh đánh một trận sống mái, Tần Lâm cũng sẽ không nương tay, cho anh cơ hội anh lại không dùng, vậy tôi chỉ có thể bắt anh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ánh mắt Tần Lâm sắc bén, từng bước tung ra sát chiêu. Mọi người có thể thấy được, Tần Lâm rõ ràng tựa như mãnh hổ xuống núi, còn Âu Dương Trấn Vân dù cũng giống hổ đấy nhưng là hổ bị nhổ mất răng. Tần Lâm chiêu nào chiêu nấy đều chứa đựng chết chóc, sắc mặt Âu Dương Trấn Vân ảm đạm, càng ngày càng bị động, nếu tiếp tục như vậy chắc chắn anh ta sẽ lại rơi vào bẫy của Tần Lâm mất.
Tên Tần Lâm này có sát khí nặng quá. Sắc mặt Diệp Toàn Cơ tối sầm xuống, trận chiến giữa hai người có vẻ đã có bước nghịch chuyển. Lúc đầu đúng là Âu Dương Trấn Vân ra tay tàn nhẫn thật, chiếm hết cơ hội, nhưng khi Tần Lâm ổn định lại, lúc anh trả đũa thì còn kinh khủng hơn vạn lần. Lúc này Diệp Toàn Cơ bắt đầu ngồi không yên, đây chẳng phải là muốn giết người sao? Huynh nói đúng, sát khí của Tần Lâm rất nặng, nhưng Âu Dương Trấn Vân có vẻ mới là người dốc hết sức để tung sát chiêu mà. Nhị sư huynh, huynh nghĩ mọi người ngu à? Đại sư huynh không quan tâm đến lời huynh, huynh đừng nghĩ đại sư huynh dễ bị bắt nạt. Dương Chí không nói gì, nhưng Tằng Quảng đứng bên lại mặt mày lạnh lùng. Rõ ràng là đồ đệ của huynh bộc lộ sát khí trước, hơn nữa tới bây giờ cũng chưa từng nương tay, tất cả chiêu thức đều muốn giết người, thực lực thế này thực sự hung hãn, nhưng may là Tần Lâm đỡ được. Hơn nữa đòn phản kích của Tần Lâm giống như nước sông cuồn cuộn chảy liên miên không dừng, anh liên tiếp đánh trả, khiến cho Âu Dương Trấn Vân cảm thấy bị áp bách. Bây giờ Tần Lâm đã lộ ra sát khí. Điều này khiến Diệp Toàn Cơ bất mãn, nhưng Tằng Quảng sao có thể để yên cho ông ta được. Tần Lâm đã từng giết người, nhưng Âu Dương thì không. Đây chính là sự chênh lệch. Sư Tổ lạnh lùng nói, không ít người cũng bừng tỉnh, ở trên núi Côn Luân nhiều năm như vậy, cho dù là Diệp Toàn Cơ cũng chưa từng giết người, bọn họ tu luyện đạo, tùy theo tự nhiên, nhưng Tần Lâm thì khác, khi anh nhập môn, máu tươi trên tay anh đã chảy đầy. Âu Dương, con đừng làm ta thất vọng đấy. Diệp Toàn Cơ khẽ mấp máy môi, hai người đã tiến vào giai đoạn ác liệt nhất, quan trọng nhất là Tần Lâm đã lấy thế tấn công nhanh như chớp để đè Âu Dương Trấn Vân xuống, hơn nữa anh còn dễ dàng dắt mũi được đòn đánh của Âu Dương Trấn Vân. Sát khí của Tần Lâm chảy bên người Âu Dương Trấn Vân, mỗi chiêu thức đều chứa đựng khí phách trước nay chưa từng có, dứt khoát, bá đạo, Âu Dương Trấn Vân hoàn toàn bị khí thế của anh đè bẹp. Tần Lâm dùng thủ đoạn như sấm chớp liên tiếp tung đòn. Âu Dương Trấn Vân run sợ lẩy bẩy, mỗi chiêu đều như chùy đập xuống ngực anh ta. Anh ta biết mình đã thua, thương thế trên người cũng toàn là nội thương, nếu cứ đánh tiếp thì chắc tu vi nhiều năm qua sẽ trôi theo dòng nước mất. Trọng quyền của Tần Lâm lao xuống, Âu Dương Trấn Vân phun ra máu tươi, mặt vàng khè, vội vàng hô. Tôi nhận thua. Trấn Vân. Diệp Toàn Cơ trầm giọng quát, sắc mặt đen xì, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tần Lâm cũng không có nương tay. Trận chiến này thật sự quá thảm, thực lực của anh nghiền ép đối phương, Âu Dương Trấn Vân căn bản không có bất kỳ đường sống. Nhưng Tần Lâm vẫn kiên quyết ra tay đến cùng. Diệp Toàn Cơ giống giận, nhìn chằm chằm Tần Lâm. Đã nhận thua sao còn nặng tay với sư huynh của mình như vậy? Loại gian ác như này khó dò lương tâm, uổng công là đệ tử của Côn Luân, sư phụ, người nhất định phải giành lại công đạo cho đệ tử của con, tên Tần Lâm này quá khốn khiếp, suýt nữa giết sư huynh của mình. Người này không xứng đáng xuất hiện trên Côn Luân. Con đề nghị phế bỏ tu vi, đuổi cậu ta ra khỏi Côn Luân. Tần Lâm cười khẩy nói. Nếu không phải ở trên Côn Luân chắc Âu Dương Trấn Vân đã chết rồi. Trận chiến này đã phân rõ thắng thua, giờ có nói nhiều cũng vô ích, ai dám nói thêm câu nữa thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong sư tổ quay người rời đi, ngay lúc đó, sắc mặt Diệp Toàn Cơ lập tức trở nên chán nản, ông ta quỳ sụp xuống đất. Cuối cùng vẫn phải thua Tần Lâm. Trong tông môn lúc này chắc có không ít tiểu bối đang cười nhạo ông ta, nhị sư huynh trở về đi, mọi thứ đã xong cả rồi, ha ha ha. Tằng Quảng nói, khiến cho sắc mặt Diệp Toàn Cơ trở nên lạnh lùng, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Hay lắm thằng nhóc nhà cậu, xem ra con trai của lão ngũ thật sự phi thường. Lần này so tài tứ đại môn phái chắc hẳn cậu có thể giành được vị trí đầu bảng, nếu không thì chúng ta sẽ không đồng ý đâu. Năm đó bố cậu đã giành được vị trí số 1, bây giờ đã đến lượt cậu rồi, 20 năm luân hồi, cậu không thể kém hơn đệ ấy được nhé. Tằng Quảng cười nói, tam sư thúc đề cao con rồi. Tần Lâm cười đáp, lần này hai đứa đã làm nên chuyện rồi, nhưng muốn có được tên tuổi trong cuộc thi này cũng không phải là chuyện dễ. Đi thôi, theo ta về động phủ của sư tổ. Thiên Viên, Định Sơn, Tần Lâm, tiểu sư muội, mau đi thôi. Dương Chí nói xong liền đi trước. Lúc này Tần Lâm mới nhìn thấy hai vị sư huynh Vương Định Sơn và Hiên Viên ngông cuồng. Vương Định Sơn híp mắt cười, có vẻ khá tốt bụng. Tần sư đệ, lần này đệ có thể giữ mặt mũi cho sư phụ, huynh còn thích nhìn bộ dạng của nhị sư thúc lúc nãy nữa kia. Vương Định Sơn thấp giọng nói. Chuyện nhỏ, may mắn ý mà. Tần Lâm nhún vai.
Đánh bại Âu Dương Trấn Vân không chỉ dựa vào may mắn đâu. Một người đàn ông mặc áo vải thô ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, sau đó điềm đạm nói, người đó chính là đại sư huynh của anh, Hiên Viên Ngông Cuồng, một nhân vật huyền thoại của đời đệ tử thứ ba ở Côn Luân. Ánh mắt anh ta sắc bén, vô cùng điềm tĩnh, nhưng lại làm cho Tần Lâm có cảm giác rất thận trọng, người này không hề đơn giản chút nào. Tần Lâm gật đầu, Hiên Viên Ngông Cuồng nói xong liền đi theo sư phụ Dương Chí. Đại sư huynh như vậy đấy, trong mắt huynh ấy không có gì quan trọng hơn tu luyện đâu, huynh ấy đúng là một người say mê võ thuật, còn lại chẳng hứng thú với thứ gì cả, vậy nên cũng ít có ai bằng được huynh ấy. Vương Định Sơn vỗ vai Tần Lâm. Bốn môn phái võ cổ truyền chiến đấu ở đỉnh Kim Tự Tháp, đây nhất định sẽ là chuyện kinh thiên động địa. Huynh không biết Hòa Thượng Nguyên Nhân có tham gia hay không, hắn chính là kẻ thù truyền kiếp của đại sư huynh. Vương Định Sơn nói, nhất định sẽ có. Theo như tôi biết thì Nguyên Nhân Hòa Thượng vẫn chưa đến 40 tuổi đâu, bất cứ đệ tử nào dưới 40 đều có thể tham gia, ngay cả Hiên Viên, Ngông Cuồng cũng thế. Lăng Dật Nhiên trầm giọng nói. Một lúc sau, Dương Chí cũng đã dẫn đám người Tần Lâm đến động huyệt của sư tổ. Sư tổ đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Sư phụ, con đưa bọn trẻ tới rồi đây. Lần này, sẽ do con dẫn dắt, lão đại. Sư tổ thấp giọng nói. Nếu ai có thể giành được vị trí thứ nhất, sau khi trở về ta sẽ truyền Côn Luân Quyết cho người đó. Toàn thân Dương Chí run lên, Côn Luân Quyết chính là công pháp bất truyền của người đứng đầu núi Côn Luân, thứ như vậy không thể tùy tiện truyền cho ai được, không ngờ lần này sư phụ lại ra quyết định như vậy, thật khiến cho Dương Chí phải kinh ngạc. Vâng, thưa sư phụ, đệ tử tuân lệnh. Dương Chí cung kính nói. Tần Lâm ở lại, những người khác hãy rời đi. Sư tổ xua tay. Sau đó Dương Chí dẫn mọi người ra động huyệt. Bố con vẫn ổn chứ? Thưa sư tổ, bố con vẫn khỏe, sư tổ đừng quá lo lắng. Tần Lâm đáp. Ừ, vậy thì tốt, năm đó nó chính là đệ tử mà ta tự hào nhất, ta vốn muốn truyền dạy tất cả lại cho nó. Nhưng tiếc rằng nó lại cứ một mực đòi xuống núi, vì thiên hạ chúng sinh, nhưng nó lại bị các sư huynh đệ xem là còn luyến tiếc hồng trần. Nếu như nó có thể làm dạng danh Côn Luân thì cũng coi như ta không phí công dạy dỗ. Sư tổ cười nói. Sư tổ minh giám, con cảm ơn sư tổ đã dạy dỗ. Trên người con có hình dáng của nó, ta biết thế nào con cũng sẽ rời đi mà thôi, trái tim của con vốn đã không ở đây rồi. Đi đi, lấy danh xưng này để làm dạng danh Côn Luân quyết năm đó ta muốn truyền cho cha con rồi sẽ truyền lại cho con. Tất cả mọi thứ, đừng để ta phải thất vọng. Thưa sư tổ, Tần Lâm nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của người. Tần Lâm gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ba ngày sau, Dương Chí dẫn bốn người cùng nhau đến núi Võ Đang. Địa điểm thi đấu lần này của bốn môn phái chính là núi Võ Đang, cứ 10 năm lại thay một lần, nhưng mỗi môn phái chỉ có bốn người tham gia nên chỉ có một số trận chiến đỉnh cao thực sự mà thôi. Núi Võ Đang, đỉnh Lạc Vân. Ngay khi Dương Chí đến núi Võ Đang, thì tất cả những người khác đều đã đến đông đủ, điều này khiến ông khá ngạc nhiên. Dương huynh, huynh đến hơi muộn rồi đấy, ha ha ha. Một hòa thượng bụng phệ cười nói, ông ấy tên là Ngộ Chân, đại sư huynh của Thiếu Lâm Tự, thực lực rất kinh người. Đúng vậy, lần sau nếu còn đến muộn như vậy thì phải chịu phạt đó, ha ha. Một bà lão mặc áo choàng đạo sĩ cười nói, phía sau có bốn người phụ nữ, tất cả đều là những tuyệt sắc giai nhân. Không chỉ xinh đẹp mà còn có thực lực vô cùng đáng sợ. Cửu tuyệt sư thái nghiêm khắc quá rồi, tôi xin lỗi mọi người nhé, ha ha ha. Dương Chí cười nói. Ăn cơm không sợ muộn, không sao, Dương huynh đến đúng lúc lắm. Người nói lần này chính là đại sư huynh của núi Võ Đang, Dương Thiện. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu đi, lần này là cuộc tranh tài lớn của bốn môn phái chính, mục đích là để giao lưu. Tôi nghĩ mọi người cũng biết rõ hơn tôi. Mọi người hãy nhớ, không làm hại người, luận kiếm võ đang chính thức được bắt đầu. Quy tắc của chúng ta là để bốn người kết hợp lại với nhau, ai có thể đánh bại ba người còn lại sẽ được tiến vào vòng tiếp theo. Bốn người đấu với nhau thành đôi, kết quả sẽ là hai người mạnh nhất, và kẻ chiến thắng sẽ được quyết định. Dương Thiện nói, đến đây, mọi người cùng bốc thăm, ai bốc thì tùy theo số mệnh của người đó, tổng có bốn loại A, B. C, D, những người cùng môn phái sẽ không được bốc cùng đội, cho nên mọi người cứ yên tâm. Sau đó Dương Thiện lấy ra bốn ống tre, trong mỗi ống đều có bốn thăm,
tổng cộng là 16. Tần Lâm rút ra thăm D, Hiên Viên Ngông Cuồng thăm B, Vương Định Sơn thăm C, và Lăng Dật Nhiên thăm A. Việc bốc thăm đã hoàn thành, A sẽ thi trước, sau đó là B và C, D sẽ cuối cùng. Dương Thiện trầm giọng nói. Bốn người bắt đầu một trận chiến hỗn loạn, không biết ai mới có thể cười đến cuối cùng, lấy một địch ba để giành tấm phiếu vào vòng trong. Rõ ràng đây là cấp độ khó khăn nhất, và cũng là bài kiểm tra lấy ít địch nhiều. Cuối cùng Trường Lạc đã giành được chiến thắng, Lăng Dật Nhiên biết khó nên đành lui, nên mới không bị thương quá nặng. Tiếp theo, thăm B xuất chiêu. Trận chiến thứ hai, trận chiến của thăm B, thực lực của Hiên Viên Ngông Cuồng được tung ra trọn vẹn, nhưng còn chưa chờ anh bùng nổ sức mạnh thì đám người này đã thua rồi. Hiên Viên Ngông Cuồng hiển nhiên trở thành người thắng trong trận chiến này. Thực lực của Hiên Viên Ngông Cuồng so với 10 năm trước rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Người của Côn Luân lợi hại thật. Cửu Tuyệt Sư Thái mặt mày nghiêm túc nói, núi Côn Luân và Thiếu Lâm Tự vẫn luôn là hai môn phái mạnh nhất, thực lực của Hiên Viên Ngông Cuồng cũng phải khiến Cửu Tuyệt Sư Thái xem trọng. Dương Chí cười nói, may mắn thôi, đệ tử của Ngộ Chân Đại Sư của Thiếu Lâm mới thật sự là thiên tài, năm đó dựa vào thực lực khiến mọi người khiếp sợ, không biết hôm nay cậu ấy sẽ đem lại bất ngờ gì cho chúng ta đây. Ngộ Chân trầm giọng nói, Dương Huynh quá khen, con tham gia đi nguyên nhân trận chiến thăm C đi. Nguyên nhân gật đầu, bốn người tham gia trận đấu thăm C lại bắt đầu triển khai thế trận, ba người còn lại mặt mày đau khổ, hạng nhất 10 năm trước bây giờ thực lực lại càng mạnh hơn. Quả nhiên nguyên nhân vừa ra tay đã dễ dàng hạ gục ba đối thủ, Vương Định Sơn mặt mày khổ sở, sao lại rút phải nguyên nhân chứ, năm đó cho dù là đại sư huynh Hiên Viên Ngông Cuồng cũng chẳng phải đối thủ của tên này, mình lại càng không xong. Có điều thua như vậy cũng không quá thảm, dù sao suy nghĩ thua hạng nhất 10 năm trước cũng khiến Vương Định Sơn thoải mái hơn nhiều. May mắn cũng là một phần của thực lực mà. Lúc này trận chiến cuối cùng cũng được bắt đầu, không biết Tần Lâm có thể bộc lộ tài năng được không? Đi đi! Dương Chí cười nói, với thực lực của Tần Lâm, không biết có thể địch lại ba người kia không, nhưng người lợi hại nhất trong chỗ này lại là quân trẻ của phái Võ Đang, chỉ cần đánh bại anh ta là có thể thắng trận này. Có vẻ như trận chiến cuối cùng thuộc về tôi rồi. Quân trẻ kiêu ngạo nói, chẳng thèm coi ai ra gì, rõ ràng là đang khinh thường cả Tần Lâm. Bây giờ ăn mừng thì hơi sớm đấy, chưa đến cuối chưa biết ai thắng ai đâu. Hừ, đúng vậy, anh nghĩ mình là đệ nhất thiên hạ à. Dù là người của phái Nga Mi hay là Thiếu Lâm Tự thì đều khó chịu với sự kiêu ngạo của quân trẻ. Đánh là biết, ra tay đi. Đồ kiêu ngạo, tiếp chiêu. Cao tăng của Thiếu Lâm Tự dẫn đầu xuất chiêu, ép sát quân trạch. Đệ tử của Cửu Tuyệt Sư Thái cũng theo sát phía sau, không thể khinh thường đệ tử của Nga Mi được. Tần Lâm theo ngay sau, dù không lên tiếng, có điều anh tin chắc trận chiến này trừ quân trạch, thực lực của hai người kia chắc chỉ mạnh hơn Tàng Thiên Sương một tí thôi, còn không mạnh bằng anh. Đúng như dự đoán, quân trạch liên tục xuất chiêu, trấn áp hai người kia, cuối cùng chỉ còn lại mình Tần Lâm. Bây giờ chỉ còn mình cậu. Nếu như cậu rút lui thì đỡ chịu khổ. Quân trạch lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Tần Lâm cười nói. Anh không xứng. Đúng là không biết điều, vậy tôi phải xem cậu có tài cán gì rồi. Quân trạch lạnh lùng nói, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Tần Lâm. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, hôm nay tôi sẽ tiễn cậu đi Tây Thiên. Nhưng anh ta nào có thể ngờ thủ đoạn của Tần Lâm lại tàn nhẫn đến vậy. Tần Lâm ra đòn nhanh như chớp. Trùng hư trưởng thực sự khó đỡ, dù quân trạch đã phòng bị trước nhưng vẫn không ngừng bị ép lui, vô cùng chật vật. Ánh mắt của mọi người dần nghiêm túc hẳn, cao thủ của núi Côn Luân lần này có vẻ đúng là không ít. Mặc dù quân trạch đã tung hết chiêu thức nhưng vẫn chẳng hề hấn gì, còn bị Tần Lâm dồn đến sát vách núi, hơn nữa chẳng còn chút sức nào để đánh trả. Trận chiến như vậy khiến sắc mặt Dương Thiện tái xanh, mất mặt quá. Thực lực của Tần Lâm đúng là khiến người ta nhìn bằng con mặt khác. Quân trạch bị dồn vào chân tường, thắng bại đã phân rõ rồi. Nếu như cứ cố chấp đánh tiếp thì sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đủ rồi. Dương Thiện trầm giọng nói, mặc dù quân trạch không thể đánh bại Tần Lâm, nhưng anh ta vẫn là đệ tử xuất sắc nhất phái Võ Đang. Thắng bại là chuyện thường ngày, nếu mất quân trạch thì mất nhiều hơn được. Quân trạch thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ảm đạm, dù không cam lòng nhưng anh ta biết, đánh tiếp thì chết chắc. Vòng rút thăm thứ hai. Hiên Viên Ngông Cuồng rút được Nguyên Nhân, còn Tần Lâm rút được Trường Lạc.
Nếu như cả hai người đều đánh bại được đối phương thì đây sẽ trở thành cuộc so tài của núi Côn Luân. Ánh mắt của Hiên Viên Ngông Cuồng lóe sáng, bừng bừng ý chí chiến đấu, lần này mục đích trở lại của anh là đánh bại Nguyên Nhân, gỡ bỏ ma chướng trong lòng mình. Nguyên Nhân vô cùng tự tin, bước ra, hai người đối chọi gay gắt. Trận chiến này, Nguyên Nhân càng thể hiện được phong thái của Thiếu Lâm Tự, khiến Hiên Viên Ngông Cuồng không thể coi thường. Đối thủ 10 năm cuối cùng cũng gặp mặt. Điện Quang Độc Long Quyền. Nguyên Nhân tức giận gầm lên, toàn lực tấn công, bàn nhược trưởng pháp được tung ra, quét sạch tất cả, đánh bay Hiên Viên Ngông Cuồng. Hiên Viên Ngông Cuồng phun một búng máu, khó khăn lắm mới chống đỡ được cơ thể, bàn nhược trưởng đã đánh anh trọng thương, thực lực thực sự không tầm thường. Trận chiến này anh vẫn thất bại. Nguyên Nhân khoanh tay đứng đó, kiêu ngạo nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin, thực lực của anh mạnh hơn năm đó đấy, có điều mấy năm nay tôi cũng không ngồi chơi xơi nước. Đối thủ như anh thực sự khiến tôi phải tôn trọng. Hiên Viên Ngông Cuồng cười trừ một tiếng, lắc đầu, mặt đầy vẻ buồn bã tuyệt vọng. Thua là thua, cần gì phải suy nghĩ nhiều nữa, có lẽ trận chiến của chúng ta đã đến lúc phải kết thúc. 10 năm nay, anh là cơn ác mộng của tôi, cũng là mục tiêu để tôi phấn đấu nỗ lực, cảm ơn. Hiên Viên Ngông Cuồng chân thành nhìn Nguyên Nhân, mặc dù bị đánh bại, nhưng dường như anh đã được giải thoát, không cần căng thẳng như trước kia nữa. Không tồi, sư phụ tự hào vì con. Đây cũng không phải chuyện gì mất mặt, bây giờ khi lòng con không còn gì trói buộc, con mới mạnh lên được. Dương Chí nghiêm túc nhìn Hiên Viên Ngông Cuồng, anh cũng gật đầu một cái, lúc này anh biết mình đã được giải thoát rồi. Chấm. Dương Thiện trầm giọng nói. Tiếp theo chính là trận đấu giữa Trường Lạc của phái Nga Mi và Tần Lâm của núi Côn Luân, hai người ai có thể chiến thắng đối thủ thì có thể đánh với Nguyên Nhân. Cuối cùng ai thắng ai bại đều phụ thuộc vào hai người. Trường Lạc nhìn Tần Lâm, ánh mắt hai người tóe lửa. Chúng ta sắp biết được ai là người lọt vào vòng chung kết rồi. Tần Lâm cười nói. Ra tay đi, tôi không thích đánh phụ nữ, tôi có thể nhường cô ba chiêu. Trong nháy mắt, người của phái Nga Mi bừng bừng nổi giận, đây chẳng phải cười nhạo bọn họ sao. Trường Lạc cũng nổi giận, nắm chặt nắm đấm, tức giận nhìn Tần Lâm, cô nhất định phải đánh cho tên này nằm bẹp dưới đất. Ánh mắt của Tần Lâm như điện. Khóe miệng khẽ nhếch lên, khi giao chiến với Trường Lạc, anh cũng chỉ muốn dò xét đối phương một chút thôi, hai bên cùng đánh, ai nổi giận trước, người ấy sẽ mất đi cơ hội. Rõ ràng Trường Lạc đã nổi giận, cô cho là Tần Lâm đang xem thường cô, mọi người đều là nhân tài trong môn phái, anh còn muốn nhường tôi ba chiêu. Vớ vẩn, Trường Lạc là người đứng đầu phái Nga Mi, chẳng nhẽ còn cần anh nhường. Tần Lâm cũng không khách khí, anh lấy lui làm tiến. Thực sự nhường Trường Lạc ba chiêu, mấy động tác kỳ bí này thoạt lừa gạt được nhiều người. Lông mày của Dương Chí từ từ giãn ra. Có vẻ Tần Lâm đang muốn chơi chiến thuật tâm lý với Trường Lạc, anh đang muốn bảo tồn thực lực để tí đánh với Nguyên Nhân. Tần Lâm bất động như núi, lúc này Trường Lạc rõ ràng vô cùng căm ghét Tần Lâm, nhất định phải giết chết người này, nếu không cũng khó giải được mối hận. Tần Lâm bước từng bước, trùng hư trưởng lại xuất hiện đấu với Trường Lạc, hai người ngươi lui ta vào. Ta vào ngươi lui, khiến mọi người xem mà cũng sốt ruột thay. Trùng hư trưởng của Tần Lâm vốn không cần nhiều sức như vậy, nó chủ yếu sử dụng khí để tấn công, nhưng lần này Tần Lâm lại có thể sử dụng kình khí cùng nguồn sức lực mạnh mẽ đến thế này, nó đủ để nghiền ép Trường Lạc. Dù chiêu thức của Trường Lạc có lợi hại cỡ nào, nhưng khi phải đối mặt với nguồn sức mạnh kinh khủng như thế thì cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Đúng như dự đoán, Tần Lâm rốt cuộc vẫn ra tay. Anh dùng sức mạnh tuyệt đỉnh tấn công Trường Lạc, khiến cho cô ngày càng bị động, dần dần mất đi mong muốn tấn công. Một quyền tiếp một trường tiếp một quyền, sự điên cuồng của Tần Lâm được bộc lộ hết trước mắt cô, sức mạnh của Tần Lâm là thứ không gì ngăn cản nổi. Dưới thế tấn công kinh hồn thế này, trùng hư trưởng vốn không hề yếu, mà với cách đánh của Tần Lâm, đối phương càng không chống đỡ nổi. Cuối cùng dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, Tần Lâm đã dùng thực lực áp chế tuyệt đối dạy cho Trường Lạc một bài học, sau 10 chiêu, hai cánh tay của cô hoàn toàn tê dần, anh không hề cho cô cơ hội thở dốc, cứ tiếp tục thì nửa bước cũng khó lui. Dương Chí không biết, nhưng khoảng cách đến với điều đó chỉ còn một bước chân thôi. Nguyên Nhân lặng lẽ nhìn Tần Lâm, tên này không đơn giản. Anh ta có thể cảm nhận được sự uy hiếp của Tần Lâm, bởi vì anh ta thậm chí không nhận ra được thực lực của anh đến đâu. Tên này chắc chắn mạnh hơn Hiên Viên Ngông Cuồng. Trận chiến này chắc chắn không thể sơ suất, hạng nhất phải thuộc về mình.
Nguyên Nhân nhìn Tần Lâm cười nói. Trận chiến này, tôi không ngờ cậu có thể đi đến cuối. Tần Lâm nói. Anh còn không ngờ anh sẽ thua tôi cơ. Nguyên Nhân cười đáp lại. Ha ha ha, cậu là người ngông cuồng nhất, thú vị nhất mà tôi từng gặp đấy, còn chưa bắt đầu đã nghĩ mình thắng rồi. Có vẻ như trận chiến giữa tôi và cậu sẽ kịch liệt hơn trận chiến với Hiên Viên ngông cuồng ấy nhỉ. Tôi nóng lòng quá. Được, vậy đánh đi. Hai người liên tiếp tung đòn, quyền cước đan xen, vô cùng khủng khiếp. Mọi người đứng xem cũng rất nghiêm túc. Nguyên Nhân và Tần Lâm có thực lực tương đương, hai bên so tài rất kịch liệt, Hiên Viên ngông cuồng đứng xem mà không khỏi thổn thức, Tần Lâm có thể giấu tài đến bây giờ đúng thật không dễ dàng. Ngay cả Dương Chí cũng tỏ ra nghiêm trọng, thực lực của Tần Lâm cũng sắp chạm đến ông rồi, thằng nhóc này sao làm được vậy? Cha Tần Lâm năm đó ở tuổi này cũng không mạnh đến vậy. Hai bên giao chiến vô cùng kịch liệt, Tần Lâm vẫn không ngừng lải nhải bên tai Nguyên Nhân nhưng anh ta chẳng hề bị ảnh hưởng. Chẳng qua lúc này anh ta hơi buồn bực, chửi thầm Tần Lâm trong lòng thôi. Trận chiến giữa hai người vô cùng kinh điển, anh đuổi tôi tránh, vô cùng đặc sắc. Sắc mặt Tần Lâm vô cùng nghiêm trọng, tên Nguyên Nhân này với mình đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, không tung hết chiêu thức chắc không làm gì được anh ta. Mà dù hai người có dốc hết thực lực nhưng cũng khó có thể hạ đối thủ trong một chiêu được. Nguyên Nhân tức giận quát một tiếng, tay nắm thành trọng quyền, trưởng pháp biến đổi, mạnh mẽ tung ra. Bàn nhược trưởng. Ánh mắt Tần Lâm run lên, tung hai ấn quyết. Hai người lập tức tung trưởng nhắm thẳng vào nhau, đòn tấn công mạnh đến mức đẩy lùi cả hai. Lâm tự quyết, bất động minh vương ấn. Nhưng lúc này, sắc mặt Ngộ Chân hơi đổi. Bí ấn Phật ra, cửu tự chân ngôn. Sao có thể, sao cậu ta biết? Ngộ Chân trầm giọng nói, thủ đoạn của Tần Lâm khiến ông ta khiếp sợ, ông ta không ngờ được cửu tự chân ngôn thất truyền lại nằm trong tay Tần Lâm. Bí ấn Phật ra. Cửu Tuyệt Sư Thái mặt mày nghiêm túc, có vẻ như thứ này không hề đơn giản. Sắc mặt Ngộ Chân vô cùng nghiêm trọng. Bí ấn Phật ra, cửu tự chân ngôn gồm lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, trận, tiền, hành. Nghe nói nó đã thất truyền lâu rồi, không ngờ lại nằm trong tay thằng nhóc này, tên này thật không đơn giản. Dương Huynh, Huynh có biết không? Dương Chí cười khổ lắc đầu. Tôi cũng không biết. Cậu ấy mới vào Côn Luân được nửa năm, nếu tôi đoán không nhầm, chắc là cha cậu ấy dạy. Dương Thiện cười nói. Có vẻ như cửu tự chân ngôn này mà được tung ra thì chắc Nguyên Nhân sẽ gặp nguy hiểm. Ngộ Chân trầm giọng nói. Cũng chưa chắc, mặc dù bí ấn Phật gia của chúng tôi đã thất truyền, nhưng thập bát ban võ nghệ của Thiếu Lâm không tầm thường đâu, Tần Lâm muốn chiến thắng Nguyên Nhân cũng khó. Ngộ Chân không ngừng cầu nguyện, ông ta chỉ mong Tần Lâm chỉ biết mỗi chiêu này. Nếu có thể thi triển hoàn toàn cửu tự chân ngôn thì chắc Nguyên Nhân không thắng nổi. Tiểu vô tương công. Nguyên Nhân mặt mày nghiêm trọng, tung toàn lực, mặc dù cửu tự chân ngôn rất kinh khủng, nhưng anh ta cũng không phải dạng vừa. Minh tự quyết, đại kim cang luân ấn. Tần Lâm lại tung ấn quyết, sức lực của hai người tương đương nhau. Nhất Dương chỉ. Đấu tự quyết, ngoại phọc ấn. Đa La Diệp chỉ. Giả tự quyết, nội phọc ấn. Kim cang chỉ. Nguyên Nhân đã tung hết chiêu thức, có điều lúc này anh ta cũng tốn nhiều sức lắm rồi. Kim Cang chỉ là chiêu thức mạnh nhất của anh ta, trong thời khắc quan trọng nhất định phải đánh bại Tần Lâm trong một kích. Ngoại sư tử ấn. Nội sư tử ấn. Tần Lâm không hề khách khí, song ấn phóng ra, tạo ra tư thái trước nay anh chưa từng có. Binh. Bốp. Sức mạnh của song ấn vô cùng kinh khủng, chẳng mấy chốc đã đánh gãy Kim Cang chỉ mà Nguyên Nhân vốn vô cùng tự hào. Á! Tần Lâm hơi sững sờ, có điều Lăng Dật Nhiên chẳng hề để ý đến ánh mắt của mọi người, cứ ôm chặt Tần Lâm. Tần Lâm cười khổ nói. Nơi này đông người vậy, cô vẫn nên buông tôi ra đi, không buông, buông sợ anh chạy mất. Bây giờ tôi tuyên bố trận so tài giữa bốn môn phái võ thuật cổ truyền lần này, người thắng chung cuộc chính là Tần Lâm của phái Côn Luân, Dương Thiện hùng hồn tuyên bố người thắng cuộc. Quả thật sự xuất hiện của Tần Lâm khiến cho mọi người không lường trước được. Ngay khi Tần Lâm và những người khác quay trở lại Côn Luân, tất cả mọi người đều vô cùng kích động, tuy bọn họ không tham gia vào cuộc tranh tài lớn giữa bốn môn phái, nhưng đối với bọn họ mà nói thì vinh quang là đều như nhau. Tần Lâm thực tuyệt quá đi! Ha ha ha! Tần sư đệ xứng đáng là ngôi sao may mắn của Côn Luân chúng ta. Vô số người cổ vũ cho Tần Lâm, không ai nghĩ người giành chiến thắng cuối cùng không phải Hiên Viên ngông cuồng mà lại là Tần Lâm.
Trời tối, Tần Lâm nhận được lệnh của sư phụ Dương Chí, bảo rằng sư tổ yêu cầu anh đợi bên ngoài động. Vào đi. Tần Lâm vội vàng đi vào, lúc này sư tổ đang ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh. Sư tổ, con thật sự không để ta phải thất vọng, ha ha ha, con đã làm được những thứ Hiên Viên ngông cuồng không làm được. Tốt, tốt lắm, không tồi. Hồi đó cha con cũng vậy, nhưng tiếc là bây giờ không biết người ở đâu rồi. Sư tổ lẩm bẩm, từ trước đến nay ông cụ vẫn luôn nghĩ đến bố Tần Lâm. Bố con cũng thường nhớ về sư tổ ạ. Tần Lâm nói dối trắng trợn. Thôi bỏ đi, ta đã nói với con rồi, chỉ cần con có thể giành được vị trí đầu bảng, ta sẽ truyền lại Côn Luân Quyết cho con. Côn Luân Quyết chính là chiêu thức mạnh nhất của Côn Luân chúng ta, nó là bí mật bất truyền. Ngay cả khi con học được Côn Luân Quyết thì cũng không được truyền lại cho bất kỳ ai cho đến khi con già đi, đây chính là quy tắc của Côn Luân chúng ta. Sư tổ trịnh trọng nói. Con cảm ơn sư tổ. Côn Luân Quyết. Côn Luân Quyết chính là một phương pháp khí công, con chỉ cần giữ trong lòng, ghi nhớ nó, khí được sinh ra từ tim, được sinh ra từ gốc rễ. Côn Luân ở đây, khí tẩu huyền đình. Trong nửa canh giờ, Tần Lâm đã được sư tổ truyền thụ lại Côn Luân Quyết, khắc ghi trong lòng, khiến anh cảm nhận được uy lực của Côn Luân Quyết. Đi đi, khi nào con muốn rời khỏi Côn Luân, ta cũng sẽ không cản con. Con đã giành được vị trí thứ nhất trong 20 năm qua cho Côn Luân của ta. Con xứng đáng với giải thưởng này, chỉ cần con đừng quên nó là được, bất kể khi nào, bất cứ nơi nào, con luôn luôn là người của Côn Luân. Sư tổ cười nói, cảm ơn sư tổ đã thành toàn, hoàn thành ước nguyện cho con, Tần Lâm nhất định sẽ làm theo lời của sư tổ, con vẫn sẽ luôn là người của Côn Luân. 3 tháng sau, Tần Lâm đã luyện tập thành thục Côn Luân Quyết, thực lực của anh đã đột phá cảnh giới hậu thiên tới cảnh giới tiên thiên. Vào thời khắc đó, anh mới nhận ra sư tổ đáng sợ như thế nào. Các cao thủ tiên thiên càng dễ dàng hấp thu linh khí của đất trời, điều này càng làm cho Tần Lâm có thêm tự tin. Đã đến lúc rời đi rồi. Nhưng ngay khi Tần Lâm đi đến chân núi, bỗng phát hiện ra một chút manh mối. Ra đây đi. Đột nhiên, có một bóng xanh xuất hiện trước mặt anh, đó chính là tiểu sư thúc Lăng Dật Nhiên. Tần Lâm, anh đi đâu, tôi đi đó. Lăng Dật Nhiên nói một cách chắc nịch. Tôi đi lần này sống chết không biết, cô đi cùng tôi thì tôi cũng không bảo vệ được cô. Tôi không cần anh bảo vệ, sống chết do trời, tôi cứ đi theo anh đấy. Ngay khi Tần Lâm trở lại thủ đô, anh liền nhận được cuộc gọi từ Thương Lộc. Núi Bát Bảo vẫn là một đêm mù sương mưa nhẹ. Lúc này Thương Lộc nghiêm mặt nhìn vào hư không, lúc Tần Lâm xuất hiện ông vẫn không phát giác ra được. Cậu đã mạnh lên nhiều rồi. Tìm tôi vội vàng như vậy, có chuyện gì sao? Bố tôi ở đâu? Bố cậu không sao, nhưng hiện tại ông ấy đã đến thành cổ thiên vận trong truyền thuyết rồi. Ông ấy muốn tôi nói với cậu, một khi cậu quay trở lại, cậu nhất định phải đi tìm ông ấy. Ông ấy đã có được 2 miếng vật tổ tận thế rồi. Bố cũng có 2 miếng vật tổ tận thế sao? Tần Lâm tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ cuối cùng bố anh cũng đã lấy được 2 miếng vật tổ tận thế kia, cộng thêm 2 miếng trong tay thì bọn họ coi như cũng đã thu thập đủ rồi. Thành cổ thiên vận ở đâu? Quần đảo Zoro. Quần đảo Zoro. Được, vậy tôi cũng sẽ đi tìm bố. Tần Lâm gật đầu, sau đó dẫn theo Lăng Dật Nhiên vội vàng đi đến quần đảo Zoro. Quần đảo Zoro nằm trên bờ biển phía đông Caribe và là một quần đảo lớn. Sau khi Tần Lâm đến quần đảo Zoro, anh bắt đầu tìm kiếm dấu vết của bố mình theo lời của Thương Lộc. Ngũ sư huynh đang ở đây à? Những dấu vết do bố tôi để lại đều vô cùng vội vàng, có lẽ ông ấy đã gặp nguy hiểm rồi. Xem ra phải nhanh chóng tìm được bố thì anh mới có thể chắc chắn ông được an toàn. Trước một hang động chằng chịt đá và lạch nước, có hơn chục người đang chặn 3 phía đi lên. Lúc này sắc mặt Tần Chỉ trở nên nghiêm nghị, hết sức lạnh lùng, tràn ngập sát ý nhìn đám người xung quanh. Tần Chỉ, chịu trói đi, nhiều năm như vậy ông vẫn như thế, ông cho rằng ông còn giống năm đó sao? Ông cho rằng bọn tôi không thay đổi gì à? Nếu không chịu buông tay thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mặc áo choàng vàng, đội vương miện màu xanh nước biển, khuôn mặt nghiêm nghị. Đằng sau còn có Stellar, Laliza và Nicholas James. Còn thân phận của bà ta cũng đã quá rõ ràng. Nữ hoàng hiện tại của Atlantis, Ophina. Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng đâu,
cho dù các người có cùng xông lên thì tôi cũng chẳng ngán. Năm đó tôi có thể cản được thì bây giờ cũng vậy thôi. Tần Chỉ cười nói, cho dù phải đối mặt với những kẻ mạnh bao vây, nhưng ông vẫn bình tĩnh vô cùng, trên mặt còn lộ ra vẻ quật cường, nhưng không ai biết rằng ông có thể cầm cự được bao lâu nữa. Tần Chỉ, đừng tưởng rằng tôi thật sự không dám giết ông. Ánh mắt Orfina trở nên lạnh lùng. Tuy năm đó chúng ta có quan hệ, nhưng nếu như ông ám cứng đầu cứng cổ như vậy thì tôi cũng sẽ không tha cho ông đâu, bây giờ coi như đường ai nấy đi, vậy nên ông nhất định phải chết. Loại người này cần gì phải nói nữa? Ông ta đã giết không ít người của chúng ta. Nếu không giết ông ta thì tương lai làm sao chúng ta có thể có được chỗ đứng đây? Nữ hoàng Orfina, người nói xem. Kha Lâm Tư Lạc đứng bên cạnh, sắc mặt âm trầm. Ý anh thì sao, tiên tri Alexander? Steller nhìn tiên tri Alexander người Maya bên cạnh, nói với một giọng trầm. Đúng vậy, loại chấp mê bất ngộ này nên sớm chết đi mới phải. Steller đã rất muốn giết Tần Chỉ từ lâu, tên này ngay từ đầu đã làm bẩn nữ hoàng Atlantis, ông vẫn luôn là cái gai trong mắt Steller, nếu không giết được Tần Chỉ thì ông ta khó có thể yên lòng được. Đôi mắt xinh đẹp của Orfina trở động, sắc mặt u ám, chỉ cần Tần Chỉ có thể giao nộp vật tổ tận thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng tên này lại một mực không chịu, liều chết để bảo vệ vật tổ tận thế. Nói thêm nữa cũng vô dụng mà thôi, ra tay đi. Để tôi xem các người có năng lực này hay không. Mày muốn chết à? Steller nghiến răng gầm lên, trong tay cầm trường thương chĩa thẳng vào Tần Chỉ, sau đó đâm từng phát một, cộng thêm việc Tần Chỉ lại mệt mỏi dưới sự tấn công của nhiều người. Ánh mắt Steller sắc như dao, trong lòng vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng có thể giết được Tần Chỉ rồi. Đồ chó, cút mau! Một tiếng hét đột nhiên vang lên, Steller hoàn toàn không ngờ một từ đâu có một mảnh nhọn màu xanh bay ra. Ông ta lập tức giật mình lùi lại, gần như đánh bay cây trường thương trong tay. Ai? Steller hét lên, sắc mặt tái mét. Mày không đủ tư cách giết bố tao. Tần Lâm bước từng bước tiến đến, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh. Tần Lâm, lại là mày ư? Khuôn mặt của Steller lập tức trở nên u ám. Tần Lâm, mày đến đúng lúc lắm, bây giờ tao sẽ để cho hai cha con bọn mày cùng chết ở đây. Kha Lâm Tư Lạc chế nhạo. Tao nhớ mày vẫn nắm hai miếng vật tổ tận thế trong tay, là vừa đủ bốn, đúng là may mắn mà, không cần tốn chút công sức nào. Tiểu Lâm Hạnh nại tử nói. Hắn thực sự có hai miếng vật tổ tận thế trong tay sao? Khuôn mặt Alexander trở nên nghiêm nghị, thậm chí còn rất phấn khích, không ngờ bốn miếng vật tổ tận thế lại được tìm thấy nhanh như vậy, hơn nữa còn chủ động đưa đến tận cửa, đây chính là cơ hội ngàn vàng. Sao còn chưa ra tay, đợi đến khi nào nữa? Orfina, chẳng lẽ người lại muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Alexander kêu lên. Sắc mặt Orfina ảm đạm, bây giờ bà ta đã không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh mà thôi, ngay cả bà cũng không thể cứu được Tần Chỉ, bởi vì Atlantis có quan hệ mật thiết với người Tam Tinh và người Maya, đương nhiên bọn họ phải bắt tay cùng nhau để có thể mở ra những bí mật trong vật tổ tận thế. Ra tay đi, giết không tha. Orfina cũng không nương tình, lập tức ép sát Tần Lâm. Tần Lâm, cẩn thận. Tần Chỉ kinh ngạc, nghiêm trọng quát, tuy thực lực của Tần Lâm đã tiến bộ rất nhiều, nhưng lúc này đối mặt với nhiều kẻ mạnh như vậy, e là anh sẽ không ổn. Yên tâm, những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của con, bố, bây giờ con đã đạt tới cảnh giới của sư tổ rồi. Tần Lâm khẽ cười, sau đó nhìn Tần Chỉ. Tần Chỉ sửng sốt, tỏ ra không thể tin được, chuyện này làm sao có thể. Nhưng một giây tiếp theo, ông không thể không tin vào điều đó. Sức mạnh của Tần Lâm với thất tinh Long Uyên trên tay, anh lập tức lao tới đám người. Thực lực của Tần Lâm được thể hiện một cách sinh động và chân thực, hơn chục cao thủ dưới kiếm của anh đều phải dùng mình, không ai nghĩ rằng Tần Lâm đã đạt đến cảnh giới khiến bọn họ phải khiếp sợ. Loại cảnh giới này hoàn toàn nằm ngoài tầm với của bọn họ. Trường kiếm của Tần Lâm vô cùng đáng sợ, sát khí ngút trời, không gì cản nổi, Kha Lâm Tư Lạc, Tiểu Lâm Hạnh nại tử, và cả đám người Maya đều chết trong tay anh. Trong vòng chưa đến 10 chiêu, Steller và Nicholas James của Atlantis cũng đã xong đời. Đừng giết họ, nó là em gái của con. Tần Chỉ trầm giọng nói. Ngay lúc đó, nhìn thấy từng người ngã xuống, Orfina sắc mặt tái nhợt, toàn thân tuyệt vọng, bà cũng bị Tần Lâm ép phải lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
Laliza cũng như thế, cô bị Tần Lâm thẳng tay phế bỏ tu vi. Ofina gào lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Có một số thứ, một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa, nền văn minh nhân loại mới chính là điều tất yếu. Ofina, hãy quay trở lại Atlantis của bà đi, bà không thể lật đổ nền văn minh nhân loại của chúng tôi được đâu. Tần Chỉ quay lưng về phía Ofina, nhẹ nhàng nói. Hai bố con trìu mến nhìn nhau, lúc này trong mắt Tần Chỉ tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Con trai, con là niềm tự hào lớn nhất của ta trong cuộc đời này. Hết chuyện y võ song toàn. Tần Lâm, tác giả, Dạ Nhiên. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để theo dõi những bộ truyện khác của mình. Thân tất cả.